Chương 291: Nhanh chóng cứu viện. Dịch giả, tùy phong trên không trung vạn trượng, hai bên đều thể hiện chiến lực cao nhất của mình, chém giết nhau với khí thế hừng hực. Tên nam tử hông đeo kiếm đang lơ lửng giữa không trung, áo bào trên người bị kình phong thổi qua tung bay phấp phới. Trước người gã, kiếm khí trong phạm vi ngàn trượng đang tung hoành, vô số kiếm quang tụ tập lại một chỗ, kiếm khí mơ hồ tạo thành một hồ nước lơ lửng giữa không trung. Tại một chỗ khác cách tên nam tử khá xa, toàn bộ hư không bị phủ lên một tầng hoa quang trắng như tuyết. Bên trong sương mù, quang ảnh tạo thành những bông tuyết liên hoa óng ánh có kích thước và hình dạng khác nhau, gió thổi bay khắp bốn phương. Hai bên va chạm với nhau, kiếm khí mãnh liệt, hoa ảnh bà xa, trận trận lôi phong, âm thanh long cong vang lên không ngừng. Đưa mắt nhìn lại, mơ hồ giống như có vô số ngọn gió đang cắt bỏ từng bông hoa, ra sức không ngừng tàn phá biển hoa. Hoặc cũng giống như vô số tinh thạch giống như, đóa hoa đang không ngừng bay vụt qua kéo theo ngọn gió một màn này nhìn như bình thường không có gì lạ nhưng thực tế thì lại chứa sát cơ trùng trùng điệp điệp nếu là tu sĩ có tu vi yếu hơn một bậc rơi vào trong đó thì chỉ có nước thịt nát xương tan hóa thành cho bụi mà thôi mà bản thân hai người ở trong trận mặc dù thoạt nhìn không có bất kỳ động tác lớn nào nhưng thật ra trong lúc giao tranh mỗi một khắc sẽ không biết phát sinh bao nhiêu biến hóa lớn nhỏ khiến cho tiên linh lực của cả hai tiêu hao càng nhiều nếu mà có một bên không chống đỡ được hoặc là kiếm khí hoặc là biển hoa sẽ lập tức bị đánh bay. Đạo hữu không phải là người của Thánh Khôi Môn, cần gì phải liều mạng như vậy. Thánh Khôi Môn trả đạo hữu bao nhiêu, chúng ta, ta cũng có thể trả như vậy. Chỉ cần ngươi dừng tay, không cần làm bất cứ chuyện gì, ta sẽ đưa thủ lao cho ngươi nam tử hông đeo kiếm một tay cầm kiếm, cẩn thận thúc giục kiếm trận, chậm rãi nói. Vị kiếm tiên này thật là tuấn tú, khí độ phong lưu, làm cho thiếp thân bối rối. Không cần nói đến chuyện thủ lao, chỉ cần ngươi có thể hoàn hảo đỡ được một lần tuyết liên hoa của thiếp thân, biết đâu thiếp thân có thể trở mặt đối phó thánh khôi môn cũng không chừng. Vân Nghê không có lấy mặt nạ xuống, trực tiếp huyễn hóa ra một khuôn mặt thiên kiều bá mị xinh đẹp, che miệng cười nói. Giờ phút này, tuy nàng làm ra vẻ ta đây, nhưng thật ra trong lòng cũng không có thoải mái. Năng lực của tên đối diện cũng ngang ngửa với nàng. Nếu chiến đấu tiêu hao thời gian dài, hậu quả rất khó đoán. Người đã không nghe lời của ta, vậy thì đừng trách ta. Nam tử hông đeo kiếm hừ lạnh nói gã phất tay lên kiếm quyết cổ quái bay ra rơi xuống một chỗ trong kiếm đốc trường kiếm trong tay gã lập tức vang lên âm thanh long cong dinh động âm thanh như tiếng dao long đang ngâm nga luồng kiếm khí như hồ nước trước người gã lập tức rung động kịch liệt từng luồng kiếm khí ngưng kết lại với nhau hóa thành một con dao long rực rỡ màu sắc bay lượn vài vòng rồi nhanh chóng lao về phía vân nghê ngũ quang thập sắc pháp quyết trong tay vân nghê đã biến đổi từ lâu bên trong mảng lớn tuyết liên hoa trước người vô số cảnh hoa màu trắng bắt đầu bay lả tả theo cơn gió, ngưng tụ thành một cơn thủy triều cánh hoa, lao về phía giao long. Ngoài không trung cách đó ở mấy vạn dặm, một nam tử mặt sẹo mặc một bộ áo đen, trong miệng cười khanh khách quái di, hai tay áo bay phấp phới. Trong tay áo, quang mang màu vàng không ngừng dâng lên, hóa thành từng đạo vòng sáng. Màu vàng, không ngừng đánh tới phía trước. Ngay chỗ vòng sáng rơi xuống, một gã đạo sĩ khôi lỗi mặc đạo bào xám trắng, một tay vung phù trần ngàn vạn tinh ti trắng như tuyết dựng lên tản ra giữa không trung giống như vô số thanh cương châm óng ánh ngăn cản lại vòng sáng tay còn lại thì gã tháo hồ lô màu bạc đeo bên hông xuống ném ra ngoài hồ lô màu bạc lập tức xoay tròn một vòng rồi bay thẳng lên trời ngay giữa không trung nó nhanh chóng lớn lên bằng một gian phòng linh văn bên trên hồ lô sáng tỏ truyền ra những tiếng sầm rền vang sau đó miệng hồ lô bỗng nhiên mở ra từng luồng lôi điện màu bạc đắng tới chỗ nam tử mặt sẹo khiến nửa phiến thiên địa trở nên óng ánh như tuyết. Cùng lúc đó, sau lưng khôi lỗi đạo sĩ có lam quang chớp động, thân ảnh Bạch phụ Nghĩa phóng ra bên cạnh. Hai tay nàng khẽ vẫy, hai luồng nước từ trong tay áo bắn ra, hóa thành hai màn sáng thủy lam cực lớn giữa không trung. Màn sáng lao đến, phân biệt trái phải của nam tử mặt sẹo mà bao vây gã lại. Nam tử mặt sẹo không có chút khẩn trương nào, bình tĩnh giơ tay lên. Một viên châu màu vàng bay ra, đến giữa không trung, viên châu vỡ vụn, một vầng hào quang màu vàng đất xuất hiện bao phủ trăm trượng xung quanh gã lại màn sáng thủy lam cùng lôi điện màu bạc đồng thời lao đến tuy nhiên đã rơi vào trong hào quang màu vàng đất cả hai bị chặn lại giống như là bị lún vào trong một bức tường dày không có cách nào tiến thêm được bước nữa sắc mặt bạch phụng nghĩa có chút tái nhợt thực lực của nam tử mặt sẹo hơn hẳn nàng và khôi lỗi cho dù hai người bọn họ liên thủ miễn cưỡng lắm cũng chỉ có thể ngăn chặn đối phương căn bản là không có cách nào thủ thắng nhưng mà cũng may là chiến sự ở đảo chính phía dưới cho thấy rõ ràng là thánh khôi môn đang chiếm ưu thế chỉ cần nàng cùng với sư tôn ở bên này ngăn chặn hai gã kim tiên của quân địch chờ cho trận chiến trên đảo có kết quả rõ ràng thì coi như lần này cuộc chiến thủ thành coi như thành công hắc hắc muốn dùng kế hoãn binh để đạt được kết quả thắng lợi chỉ sợ các ngươi phải thất vọng rồi bên trong hào quang màu vàng đất nam tử mặt sẹo thần sắc nhẹ nhõm dùng giọng điệu trêu chọc nói ra dứt lời gã khẽ lật tay trong lòng bàn tay xuất hiện một cái túi vải màu xanh đen lớn cỡ chừng lòng bàn tay trên giấy có theo chữ phúc cổ màu xanh lá cây thoạt nhìn không có gì đặc biệt một tay gã vỗ nhẹ lên túi vải trong miệng tụng niệm chú ngữ vốn túi vải xẹp lép thế mà lại trở nên căng phồng giống như bên trong chứa rất nhiều hạt đậu bên ngoài nâng lên từng hạt tròn căng bọc bạch phụng nghĩa thấy vậy lập tức nội tâm trở nên nhộn nhạo cảm thấy không ổn nàng vội vàng thúc giục màn sáng thủy lam gấp rút công kích nam tử mặt sẹo nhưng mà khóe mắt nam tử mặt sẹo hiện lên chút vui vẻ nói ngắn gọn một chữ đi sau một khắc miệng túi vải bỗng nhiên phình to từng hạt đậu màu xanh giống như đậu hà lan không ngừng tuôn ra giống như là mưa từ trên trời rơi xuống hướng thẳng đến đảo chính của thánh khôi môn mỗi một hạt đậu sau khi rơi xuống liền lập tức nhanh chóng phình to giống như quả bóng được bơm hơi hào quang tỏa ra từ lớp vỏ sau một lát liền nhanh chóng biến thành hình dáng giáp binh màu xanh thân hình của giáp binh không khác với người thường là mấy còn khuôn mặt thì giống nhau như đúc, giống như được khắc từ một mô hình duy nhất. Trên mặt bọn chúng không có bất kỳ cảm xúc nào, bên ngoài cơ thể chảy dài những đường vân bằng gỗ. Toàn thân lưu chuyển, quang mang màu xanh, trên tay là đủ loại vũ khí, từ đao, thương, kiếm, kích, cho đến búa, dìu, câu, xiên. Trong chốc lát, khắp nơi trên đảo chính đều đồng loạt tỏa ra thanh quang, mấy ngàn tên thanh giáp binh tốt xuất hiện, lao vào chém giết với người của thánh khôi môn. Những tên này hành động mau lẹ, so với những khôi lỗi tầm thường thì còn linh hoạt hơn hẳn bất kể là rơi vào trong núi hay là dòng sông rất nhanh chóng thích ứng và gia nhập chiến trường mọi người của thánh khôi môn đột nhiên thấy xuất hiện nhiều kẻ địch như vậy nhất thời trở nên luống cuống bị tu sĩ thập phương lâu liên thủ cùng những thanh giáp binh tốt liên tiếp bức lui về phía sau toàn bộ đảo chính đang trong thế công kích quyết liệt đã biến chuyển nghiêng trời lệch đất tình thế của thánh khôi môn lập tức trở nên bị động so với tình huống hỗn loạn trên đảo chính Rời phút này trên các đảo phụ ngược lại trở nên bình thản, không ai thèm quan tâm. Dù sao thì trước khi trận chiến diễn ra, các đảo phụ thông qua thông đạo đã chuyển linh thạch, bảo vật về đảo chính, dĩ nhiên là không có ai tiếp tục công kích đảo phụ để hôi của. Không thể tưởng tượng được, đối phương lại đem hết đạo binh ra sử dụng. Lam Quang trong mắt Hàn Lập chớp động, vừa nhìn về vừa đảo chính vừa nói. Xem ra lần này thánh khôi môn thật sự là chạy trời không khỏi nắng rồi. Lân Cửu cũng thở dài nói, hai người khi đang nói chuyện đã thấy hào quang bên cạnh tháp tròn lóe lên sắc mặt tề hành trở nên nghiêm trọng hướng về phía hai người ôm quyền nói hai vị tiền bối đảo phụ đã không cần phòng thủ thỉnh hai vị tiền bối đến đảo chính tác chiến chúng ta cũng đi ngay sau đó khi gã đang nói chuyện ánh mắt không biết vô tình hay hữu ý mà lếch nhìn hàn lập một cái khóe mắt hiện lên một tia dị sắc hàn lập đối với chuyện này cũng không có chú ý hắn và lân cửu nhìn nhau sau đó nhẹ gật đầu Đối phương lấy tư cách đại diện cho người thuê mình đã ra mặt yêu cầu, bọn hắn tự nhiên cũng tuân thủ theo vì đây vốn là quy định của Vô Thường Minh. Sau đó, hai người đồng thời độn quang, nhanh chóng bay vút về phía đảo chính. Bọn hắn vừa mới bay được mấy trăm trượng, chợt nghe sau lưng vang lên tiếng nổ lớn ầm ầm, Ben vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy võ sĩ khôi lỗi trên đảo phụ, vừa nhấc chân lên đã bước ra khỏi phạm vi của đảo nhỏ, một bước dẫm xuống biển, khiến cho vô số sóng lớn xuất hiện. Khôi lỗi trực tiếp lội biển bước đi, nhanh chóng hướng về phía đảo chính. Những khôi lỗi trên đảo phụ không bị phá hủy đồng loạt di chuyển thân thể khổng lồ, nhanh chóng quay về đảo chính. Trên quảng trường ở đảo chính, âm thanh huyên náo. Mấy trăm thêm thanh giáp binh tốt cùng, với mười mấy tên tu sĩ thập phương lâu đang tách mười mấy tên tu sĩ thánh khôi, môn cùng với gần trăm khôi lỗi giáp bạc thành từng nhóm nhỏ. Trong tầm mắt, vô số linh quang như mặt trời xuất hiện liên tiếp, không ít những kiến trúc trên mặt đất đã hoàn toàn thay đổi, thi thể xuất hiện khắp nơi, tình cảnh có chút thảm thiết. Bạch Tố Viện cùng với một tên trưởng lão Thánh Khôi, môn và 10 tên đệ tử đang bị hơn trăm tên tu sĩ thập phương lâu, vây lại ở một góc quảng trường. Một tay nàng cầm lấy một thanh trường kiếm màu bạc, một tay thì nắm chặt một viên ngọc hoàn màu trắng. Còn về phù lục để bảo vệ tính mạng, nàng đã dán sẵn bên trong cổ tay, thời khắc nguy hiểm chỉ cần rót pháp lực vào thì có thể lập tức sử dụng. Ánh mắt của nàng thỉnh thoảng nhìn về một phía. Xa xa trên không trung, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng màu trắng ngọc hoàn trên tay huyễn hóa ra một luồng quang hoàn màu trắng bao phủ thân thể của nàng. Quần áo bên ngoài cũng xuất hiện một kiện sa y màu trắng, tản mắt ra từng quang điểm màu trắng bạc. Bên hông nàng, một khối bùa đào hình vuông, màu xanh đang treo lơ lửng, phía trên giày đặc linh văn, mơ hồ có hào quang lưu chuyển. Đó là vài món bảo vật mà ngày xưa nàng được sư tôn vân nghe ban cho. Còn về món cuối cùng thì là do tổ tiên Bạch Phụ Nghĩa trước đây tặng cho nàng, là một món pháp bảo phòng ngữ phẩm chất cực kỳ cao. Trong thời khắc mấu chốt, có thể ngăn cản một kích toàn lực của tu sĩ chân tiên cảnh sơ kỳ, nhưng mà, cũng chỉ có thể là một cú đánh mà thôi, sau này nếu cố gắng sử dụng nữa, hiệu quả sẽ nhanh chóng giảm đi, thậm chí còn mất tác dụng. Không phải nếu gặp trường hợp bất đắc dĩ, nàng sẽ tuyệt đối không muốn sử dụng nó. Hắc hắc, nữ tử mang mặt nạ này toàn thân là pháp bảo. Nếu giết được nàng, ta có thể phát tài rồi. Một gã tu sĩ thập phương lâu nhìn chằm chằm Bạch Tố Viện, cười nói: đám tu sĩ thập phương lâu ở xung quanh nghe vậy, lập tức nổi lên sát ý, nhanh chóng lao qua bên này. Giết cũng không biết là ai đột nhiên quát to một tiếng, đám người thập phương lâu, lập tức giống như là mũi tên đồng thời xung phong liều chết đi lên. Quảng trường vốn đang hỗn loạn, lại trở nên hỗn loạn hơn. chương 292, Cứu viện. Dịch giả, độc hành bạch tố viện, đối mặt với đám người thập phương lâu như thủy triều tuôn đến hướng mình, một tay nàng kết kiếm quyết, mũi kiếm bay lên. Xoẹt một tiếng, phía trên mũi kiếm ngân quang bắn ra từng sợi tơ ngân sắc phóng ra đan vào quấn quanh với nhau giống như thiên nữ tán hoa đâm về bốn phương tám hướng những nơi đi qua trong hư không xì tiếng nổ lớn không khí vặn vẹo mơ hồ lúc này có ba gã tu sĩ hợp thể kỳ không kịp đề phòng bị cuốn vào thân hình bị chia thành mảnh nhỏ phần còn lại của chân tay bị cụt bay loạn xạ bong 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 liên tiếp âm thanh bén nhọn như kim thạch va chạm vang lên đám tu sĩ thập phương lâu chung quanh cũng e ngại những sợi tơ bạc mềm dai này nên không dám quá phận tới gần lúc này một đạo ô quang lăng không từ phía trên mọi người xuất hiện hiện ra một đạo nhân ảnh tay cầm một cây trường thương đen kịt đâm thẳng xuống đỉnh đầu bạch tố viện tốc độ nhanh như lôi mang từ khí tức phát ra rõ ràng là một gã tu sĩ đại thừa kỳ bạch tố viện phản ứng cũng không chậm chuôi kiếm hướng xuống mũi kiếm đâm thẳng lên va chạm kịch liệt với mũi thương vốn tưởng rằng sau va chạm thì kiếm thương sẽ văng ngược ra nhưng không nghĩ đến trường thương màu đen lại vô cùng quỷ dị đột nhiên tan chảy ra, biến thành trạng thái dịch thể, chảy dọc theo ngân sắc trường kiếm xuống dưới, xâm nhập vào cánh tay Bạch Tố Viện. Chỉ thấy phía trên ngân sắc trường kiếm phát ra trận trận thanh âm ti ti, như bị ăn mòn, phát ra trận trận khói trắng, linh quang tán loạn. Bạch Tố Viện lại càng hoảng sợ, vội vàng hất tay lên, ý định hất văng dung dịch màu đen trên trường kiếm ra, nhưng ngoài ý muốn dung dịch màu đen sền xệt kia chẳng những không bị văng ra, ngược lại tiếp tục chảy tràn đến chỗ chuôi kiếm, nguy hiểm nghìn cân treo sợi tóc ánh mắt nàng lóe lên quyết định thật nhanh năm ngón tay trực tiếp buông bỏ trường kiếm thân hình chớp động mấy cái thối lui ra sau hơn trăm trượng nhưng vào lúc này một quang mang màu vàng đất bỗng nhiên từ dưới mặt đất chui ra hóa thành một dây leo ánh sáng màu xanh vừa thô vừa to uốn lượn lên quấn quanh hai chân cùng lưng eo nàng nhưng món sa y màu trắng trên người nàng lập tức bạch quang sáng rõ từ trong sáng lên một tầng màn sáng ngăn cách dây leo màu xanh bên ngoài tay bạch tố viện lập tức run lên lấy ra một dãy lụa trắng khác phóng đến phía dây leo màu xanh phía trên lụa trắng có tơ vàng theo đồ án loan nguyệt quay tròn liên tục chung quanh có từng đoàn linh văn hình dáng mây văn cổ sơ phía trên quang mang tràn đầy nhìn như ánh trăng theo cổ tay nàng huy động phía trên tơ vàng lụa trắng đại phóng quang mang linh động tuần tra tới lui phóng thích ra ánh trăng nhàn nhạt, nhạt hạ xuống gắt gao khốn chói dây leo màu xanh ngay sau đó chợt nghe trong miệng nàng niệm nhẹ một tiếng quang mang phía trên tơ vàng lụa trắng lóe lên Đầu dây leo màu xanh lập tức hóa đá. Nàng nhẹ đảo tay qua, lập tức biến thành bột mịn. Một màn này làm cho thân hình tên tu sĩ đại thừa kỳ kia dừng lại một chút, không dám tiếp tục đuổi theo. Đám người thập phương lâu còn lại thấy thủ đoạn Bạch Tố Viện rất nhiều, mặc dù trong mắt hiện ra vẻ tham lam càng lớn, nhưng không ít người bắt đầu kéo giãn khoảng cách với nàng, ánh mắt vẫn không ngừng quét tới bên này. Bọn hắn nhìn ra được, Bạch Tố Viện này còn có không ít đòn sát thủ chưa tung ra, lúc này chính diện làm mũi nhọn tấn công tuyệt không phải thượng sách. Cho nên đều ôm tâm tư để người khác đi trước tiêu hao sinh lực địch, sau đó thừa cơ mưu lợi cá nhân. Bạch Tố Viện thừa dịp tình thế trì hoãn, quét mắt nhìn chung quanh, lòng lại càng trùng xuống. Nơi này tình thế càng trở nên không ổn, đại bộ phận đệ tử Thánh Khôi môn đã trọng thương thậm chí chết trận, theo tình hình này thì quảng trường cũng kiên trì không được bao lâu nữa. Trong mắt nàng thần sắc ảm đạm, một đám pháp lực phóng ra, nhập vào phù lục dán ở cổ tay, chỉ thấy chỗ cổ tay kim quang sáng lên lập tức lan tràn ra bao phủ toàn bộ cơ thể nàng sau một hồi mơ hồ liền biến mất tại chỗ không thấy nhưng mà cơ hồ cùng một thời gian cách đó không xa trong hư không đột nhiên chấn động nổi lên một màn sáng màu vàng nhạt một đạo nhân ảnh đụng phía trên màn sáng phanh một tiếng ngã ra rơi trên mặt đất bóng người này không ai khác chính là bạch tố viện sau khi rớt trên mặt đất nàng lập tức trở mình đứng lên tay vung lên tơ vàng lụa trắng phấp phới bay chung quanh nàng trong mắt nàng tràn đầy vẻ kinh hãi nhìn chung quanh lại phát hiện những tu sũ thập phương lâu kia đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc dường như ai cũng không biết tầng sáng hầu như bao trùm non nửa quảng trường này đã bố trí xuống lúc nào hắc 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 một đám gia hỏa không biết thương hương tiếc ngọc nàng này là của lão phu rồi lúc này một hồi tiếng cười khàn khàn vang lên một lão giả độc nhãn mặc áo choàng màu đen trên mặt được che kín bởi lân phiến màu xám từ phía sau đám người đi tới chậm rãi nói ra mọi người nghe tiếng nhao nhao nhìn lại hướng kia phát hiện lão là một tu sĩ chân tiên cảnh, sau đó bọn chúng thở dài một tiếng, tránh ra sau, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. những người này tu vi kẻ cao nhất bất quá là đại thừa kỳ, tự nhiên không ai dám tranh chấp cùng lão. chật chật, nguyệt hoa chi thể, ngược lại là rất ít gặp a. À. lão phu có công pháp song tu, rất thích hợp với thể chất của ngươi. hắc hắc, lão giả sờ sờ cầm, vừa cười vừa nói với bạch tố viện, ánh mắt tham lam nhìn từ trên xuống dưới thân thể thiếu nữ. bạch tố viện cảm thấy một hồi lạnh sóng lưng trong nội tâm không khỏi sinh ra một cỗ hàn khí vô thức tay nắm chặt dãi lụa trắng phản kháng a à, càng phản kháng càng có tư vị nhìn thấy động tác của nàng lão giả liếm liếm bờ môi cười quái dị một tiếng nói dứt lời tay lão run lên một tấm linh phủ màu xám lập tức từ ống tay áo bay vút phóng tới tốc độ nhanh như thiểm điện hóa thành một tia hôi mang lập tức dán lên chán bạch tố viện nàng căn bản không kịp phản ứng giống như bị trơ chú toàn thân pháp lực ngưng trệ căn bản không thể động đậy Độc nhãn lão giả cười hắc hắc, bàn tay liền chụp tới bạch tố viện. Lần này chớ nói thu hoạch khác, chỉ cần chiếm được nữ tử nguyệt hoa chi thể này, lão cũng xem như được mùa thu hoạch lớn rồi. Ngay lúc bàn tay lão giả sắp chạm vào quần áo bạch tố viện, trên không trung bỗng nhiên có âm thanh lôi đình vang lên, một tia kim quang trói mắt từ trên cao phóng thẳng xuống, hóa thành một phi kiếm sắc vàng rực rỡ chém xuống. Chỉ nghe phanh, một thanh âm vang lên. Màn sáng cấm chế lão giả bố trí ở bên ngoài giống, như không có lập tức bị phi kiếm đâm thủng, nổ vỡ ra, mà đạo phi kiếm kia vẫn không chịu bỏ qua chém xuống đầu lão. Người nào? Độc nhãn lão giả kinh hãi, hai tay rụt lại, thân hình lướt gấp về sau mấy trăm trượng mới ngừng lại được, hơn 10 tên tu sĩ thập phương lâu, cùng thanh giáp binh tốt bị lão đâm trúng trên đường té ngã tứ tung. Bong một tiếng sắc nhọn vang lên. Kim! Sắc trường kiếm đâm nghiêng vào mặt đất, trên thân kiếm chín ngôi sao chiếu sáng rạng rỡ và chạm tạo nên mảng lớn sóng khí, làm một vòng chung quanh bạch tố viện cùng tu sĩ, khôi lỗi đều bị thổi bay ra ngoài hai đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống đáp trước người nàng hiện ra hai đạo nhân ảnh đúng là hai người hàn lập độc nhãn lão giả thấy hai vị chân tiên dắt tay nhau tới thực lực lại không kém mình trong nội tâm dùng mình không dám trần trừ liền biến thành độn quang tẩu thoát về hướng xa chạy cũng không chậm a à. một tay lân cửu rút cửu tinh kim kiếm của mình lên nhìn về hướng độc nhãn lão giả bỏ chạy hừ lạnh một tiếng nói bất quá sau khi nói xong gã cũng không có ý tứ đuổi giết, mà lưu lại chỗ này. Lúc trước Vân Nghê đại chiến cùng lục cơ ở trên không, tinh thần mặc dù căng thẳng, cũng không có buông lỏng quan sát tình hình biến hóa trên chủ đảo. Ngay thời điểm phát hiện tình thế nguy hiểm trên quảng trường, nàng lập tức thông qua bí thuật truyền âm cho gã, để cho gã nhanh đi bảo hộ lân thập nhất. Hai người lân cửu cùng hàn lập khó khăn lắm mới đến chủ đảo, lại nhận được truyền âm của Vân Nghê, suy nghĩ một chút liền biết được thân phận của lân thập nhất, cho nên mới cùng hàn lập cấp tốc chạy tới cứu nàng. Hàn Lập nhìn thoáng qua vị trí của Bạch Tố Viện, trong nội tâm mặc dù đã đoán được thân phận Lân Tam, đúng là Vân Nghê, một trong 13 Kim Tiên của trúc Long Đạo, nhưng vẫn có chút khó hiểu, với thực lực của nàng, tại sao lại tham dự nhiệm vụ lần này? Chỉ thấy tay hắn giơ lên vỗ nhẹ vào trán của Bạch Tố Viện, một đạo hoa quang thành sắc lập tức phóng ra vây tấm phù lục màu xám lại, nhẹ nhàng xé rách nó. Bạch Tố Viện thân hình run lên, lảo đảo một cái mới đứng vững thân hình, một lần nữa khôi phục hành động. Đa tạ hai vị đạo hữu nàng lập tức đi lên trước chắp tay với hai người hàn lập nói hàn lập cùng lân cửu đều thản nhiên tiếp nhận thi lễ của nàng khoát tay áo không nói gì tu sĩ thập phương lâu chung quanh tự nhiên không dám ra tay với hai người bọn họ nhưng những thanh giáp binh tốt kia chỉ là đậu binh căn bản sẽ không cố kỵ bọn họ tiêu diệt xong đám tu sĩ thánh khôi môn bên cạnh liền ùn ùn xung phong liều chết sông đến hai người bất đắc dĩ đành phải cùng nhau chém giết chỉ thấy hơn trăm tên thanh giáp binh tốt vây quanh hàn lập trong tay trường thương đoàn kích giao búa nhao nhao chém lên người hắn. Ánh sáng màu xanh quanh thân Hàn Lập hiện ra, kim lân trên hai nắm đấm lật lên, thân hình giống như con quay nhanh quay ngược lại, phát quyền liên tục ra bốn phương tám hướng. Trong tiếng gió vù vù, hiện ra một mảnh kim sắc quyền ảnh rậm rạp chẳng chịt. Những thanh giáp binh tốt kia, bất luận là binh khí hay là thân hình, thời điểm tiếp xúc với quyền ảnh, đều phát ra trận trận thanh âm nổ đùng, nhao nhao nổ bể ra, ngay cả một quyền cũng tiếc không được. Thanh giáp binh tốt thân hình bạo liệt ra, Vô số mảnh vỡ nhanh chóng bắn ra xung quanh, bắn trúng các đậu binh bên ngoài, phá ra những lỗ thủng lớn cỡ chén cơm trên người đậu binh. Trong nội tâm Hàn Lập đánh giá một chút, liền phát hiện khí tức trên người những thanh giáp đậu binh này, kỳ thật cùng những đậu binh Hoàng Cân mà hắn đã giao thủ trước kia không kém bao nhiêu, bất quá những đậu binh trước mắt này tốc độ lại càng mau lẹ, hành động cũng linh hoạt hơn một chút. Vừa rồi những đậu kia binh bạo liệt bắn ra mảnh vỡ, đã bị không ít đậu binh khác tránh né được mà cùng lúc đó, những đậu binh này sinh mệnh lực dường. Như càng ương ngạnh hơn, ngoại trừ thân thể bị hủy hoại hoàn toàn, còn lại dù cho đầu bị đánh nát, cơ hồ cũng không đình chỉ động tác công kích. Hàn lập một bên không ngừng đánh tan đám đậu binh sông đến này, một bên quét nhìn chung quanh, trong nội tâm thoáng có chút tiếc hận, đậu binh chung quanh có vẻ là loại bình thường, không giống mẫu đậu binh hoàng cân cự nhân, nếu không hắn nhất định phải đánh tan, thu về một viên thanh giáp mẫu đậu để gieo trồng ước chừng một canh giờ sau, trên quảng trường nhân số chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Bốn phương tám hướng hòn đảo đều có độn quang không ngừng bay nhanh đến hướng bên này, ngay cả lực lượng tan tác còn sót lại của Thánh Khôi Môn, cũng bắt đầu tập trung về phía quảng trường này. chương 293, giải thích nghi hoặc dịch giả, độc hành oanh oanh oanh. Từng đợt âm thanh chấn động nặng nề vang lên, một cỗ võ sĩ khôi lỗi cao gần nghìn trượng, vượt qua triển núi phía sau, đi tập tĩnh xuyên qua đám thanh giáp binh tốt rậm rạp chẳng chịt, chạy tới hướng quảng trường bên này đường tới bên này xem ra cũng không thuận lợi thân thể cao lớn của khôi lỗi nhiều chỗ cũng đã bị nghiền nát không chịu nổi ngay lồng ngực đã nứt ra một cái lỗ trống thật lớn lưỡi đao màu bạc khổng lồ trong tay cũng đã đoạn đi phân nữa chỉ thấy khôi lỗi kia chưa kịp đặt chân lên phiến đá trên quảng trường chung quanh liền có hơn trăm tên thanh giáp binh tốt một loạt ảo lên ánh đao sắc nhọn rậm rạp chẳng chịt chém xuống những công kích này bình thường vốn không cách nào tạo thành thương tổn với khôi lỗi nhưng nó một đường vượt mọi trông gai chạy tới nơi này đã là nỏ mạnh hết đà, cũng không lâu lắm, chỉ nghe rắc. Một tiếng, một cái chân lớn chống đỡ không nổi từ khớp nối đứt gãy ra. Thân thể cao lớn của võ sĩ khôi lỗi ầm ầm sụp đổ, ngã rơi trên mặt đất, cái đầu cực lớn nhanh như chớp cuồn cuộn đập xuống quảng trường. Tu sĩ ven đường nhao nhao độn quang sáng lên, tránh ra hai bên. Cũng có một ít gia hỏa vận khí cực kém tránh né không kịp, bị khôi lỗi nện trúng máu tươi đầm đìa bay ngược ra ngoài. Mắt thấy đầu khôi lỗi một đường cuồn cuộn rơi xuống, không có chút dấu hiệu dừng lại hàn lập phi thân lên tay áo run lên một tia sáng trắng từ trong tay áo bay ra thật nhanh cuốn vòng quanh đầu khôi lỗi chỉ nghe oảnh một tiếng vang thật lớn đầu khôi lỗi cực lớn rớt xuống thế không thể đỡ bỗng trực tiếp ngừng lại khảm thật sâu vào mặt đất trên quảng trường phía trên đầu khôi lỗi này là một tòa viên tháp nhìn bị nghiền nát không chịu nổi bên trong lộ ra vô số cỗ thi thể sớm đã khí tuyệt bỏ mình bọn họ chính là những tu sĩ thánh khôi môn trước kia ở bên trong viên tháp để khống chế khôi lỗi Ánh mắt Hàn Lập đảo qua, lông mày bỗng nhiên nhăn lại, lần nữa tay áo vung lên, một cỗ ánh sáng màu xanh bay qua, lật một khối tường tháp về một bên, một tay nắm lấy tề hành từ bên trong phế tích ra. Người này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bên trong thất khiếu đều có một đám huyết tuyến như con rắn nhỏ uốn lượn chảy xuống, bất quá trên người vẫn còn hơi thở, cũng chưa có chết đi. Xem ra, người này hẳn là lúc trước khống chế khôi lỗi khổng lồ, tiêu hao pháp lực nghiêm trọng, mới có cảnh ngộ thê thảm như vậy. Hàn Lập thân hình đáp xuống, lật tay lấy ra một viên đan dược vàng óng đưa vào trong miệng gã, trên tay hắn ánh sáng màu xanh sáng lên, đẩy nhẹ vào lồng ngực gã, giúp gã tiêu hóa dược lực. Sau đó, hắn đặt ngang tề hành trên mặt đất, chung quanh có mấy đệ tử lập tức đi qua, trong miệng liên tục gọi khẽ tề trưởng lão. Hàn Lập xoay đầu lại, liếc mắt nhìn Lân Cửu cách đó không xa, hai người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn lên trên bầu trời, dưới mặt nạ sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng trận giao phong trên chủ đảo này cơ bản không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Tu sĩ thập phương lâu có rất nhiều đậu binh phụ trợ, đã chiếm tuyệt đối ưu thế về nhân số. Tám khôi lỗi khổng lồ của thánh khôi môn hôm nay đã không còn trông cậy vào được rồi. Tu sĩ chân tiên tử thương hơn phân nửa, sáu trong 10 người của vô thường minh, cũng có mấy người không có xuất hiện, bài trừ khả năng lâm trận bỏ chạy, có lẽ đã gặp bất chắc rồi. Nói một cách khác, nếu thánh khôi môn không còn thủ, đoạn che giấu phía sau, đám kim tiên giữa không trung cũng không phân ra thắng bại. Kết quả cuối cùng của trận chiến này xem như hết thảy đều kết thúc rồi. Đúng lúc này, trên bầu trời một mảnh vầng sáng cấm chế màu vàng đất hầu như che đậy nửa vầng trời ầm ầm nổ bể ra, từng cỗ sóng chấn động cực kỳ khủng bố cuồn cuộn kéo tới, tạo ra kình phong cuồng bạo, cuốn thẳng ra ngoài mấy trăm dặm. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng từ trên không rơi thẳng xuống, nện mạnh xuống quảng trường. Theo sát phía sau, còn có một đạo thân ảnh màu thủy lam, như ảnh tùy hình gấp gáp đuổi theo sau một cái chớp mắt đã đáp xuống bên cạnh, trong mắt nàng lộ ra vẻ thương tiếc. Đạo thân ảnh màu trắng kia chính là khôi lỗi đạo sĩ, kề vai chiến đấu cùng Bạch Phụ Nghĩa lúc trước. Vừa rồi chính khôi lỗi này đã thay Bạch Phụ Nghĩa, ngăn được một kích trí mạng của nam tử mặt sẹo, mới bị đánh rơi xuống như vậy. Ánh mắt hàn lập đảo qua, chỉ thấy trong mắt khôi lỗi đạo sĩ nửa điểm thần quang không còn, trên người cũng không có linh lực lưu động. Ở giữa lồng ngực bị phá vỡ một cái động lớn đen xì, hiển nhiên là đã bị bị phá hủy hạch tâm, triệt để hủy hoại rồi trong mắt bạch Phụ nghĩa hiện lên vẻ lo lắng thu khôi lỗi vào bước nhanh về phía bạch tố viện bên này bạch tố viện trần chờ một chút nhưng vẫn nghênh tiếp hàn lập thấy một màn như vậy trong nội tâm không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc chẳng lẽ giữa các nàng có liên quan thế nào không có bị thương chứ bạch phụng nghĩa đánh giá bạch tố viện một chút mở miệng hỏi may mắn trong lúc nguy cấp có hai vị đạo hữu trong mình cứu giúp không có gì đáng ngại bạch tố viện nhìn hàn lập cùng lân cửu một cái lắc đầu nói ra bạch phụng nghĩa nghe vậy theo ánh mắt bạch tố viện nhìn qua hàn lập cùng lân cửu bên này khẽ gật đầu với hai người hàn lập thấy vậy trong nội tâm càng thêm vững tin giữa bạch tố viện cùng vị phó môn chủ thánh khôi môn này quan hệ nhất định không tầm thường lệ phi vũ đúng lúc này trong đầu hàn lập bỗng nhiên vang lên một thanh âm hắn bất động thanh sắc quay đầu quét mắt một vòng lại phát hiện tề hành không biết lúc nào đã tỉnh lại ngồi dậy bên cạnh người đỡ mình đang nhìn chằm chằm hắn lệ đạo hữu không cần nghi hoặc chính là ta truyền âm cho ngươi. Ngay sau đó, lại một giọng nói cũ vang lên, để cho Hàn Lập xác định người truyền âm cho hắn đúng là Tề Hành. "A, à, ngươi nhận ra ta?" Hàn Lập trong mắt thần sắc không thay đổi, nghi ngờ hỏi, "Ta không nhận ra ngươi, nhưng nhận ra món pháp bảo Hắc Luân uy lực không tầm thường của ngươi. Ban đầu ở Huyền Băng Sơn mạch, chính là ta ăn đau khổ từ vật đó, về sau còn bị ngươi đánh cho thân thể hủy diệt, chỉ nguyên anh trốn thoát." Tề Hành tiếp tục truyền âm nói, "Nguyên lai là ngươi?" trách không được lúc trước mới gặp, cũng có chút cảm giác quen thuộc khó hiểu. Như thế nào, các hạ muốn báo thù ngày đó? Trong nội tâm Hàn Lập giật mình, tiếp theo mặt không đổi sắc trả lời. Đại thù của ta vốn là phải báo. Nhưng hôm nay ngươi không chỉ đến đây, giúp thánh khôi môn chúng ta cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài. Vừa rồi lại cứu ta một mạng, ta và ngươi chính là không đội trời chung, nhưng giờ cũng không cách nào ghét hận ngươi rồi. Huống hồ, dùng tu vi của ngươi hôm nay, mặc dù ta lúc toàn thịnh cũng căn bản không phải đối thủ, Tề hành cười khổ một tiếng, truyền âm nói. Giúp đỡ các ngươi thủ vệ thánh khôi môn bất quá là vì thù lao nhiệm vụ mà thôi, lúc trước. Cứu ngươi cũng chỉ là tiện tay, ngày sau nếu ngươi muốn báo thù, cứ tới kiếm ta là được. Chẳng qua trước đó, ta rất muốn biết, ngươi lúc trước vì sao phải bắt cóc môn hạ đệ tử Trúc Long Đạo chúng ta. Hàn lập truyền âm hỏi, ai? Lại nói tiếp, đều là hiểu lầm cả. Nữ đệ tử kia chính là hậu bối trong tộc của bạch phó môn chủ chúng ta, là ta phụng mệnh đi đón nàng trở lại thánh khôi môn kết quả trời đưa đất đẩy tề hành bất đắc dĩ nói nếu là như thế ngươi vì sao không quang minh chính đại đưa bái thiếp rồi đến đón người vì sao phải lén lén lút lút làm việc như thế trong nội tâm hàn lập khẽ động hỏi đây là phó môn chủ phân phó phải tiến hành bí mật về phần vì sao ta cũng không được rõ tề hành giải thích nói hàn lập nghe vậy trong nội tâm có chút không biết nói gì cũng bởi vì một cái hiểu lầm Người này thiếu chút nữa bị đánh đến thần hình câu diệt, thật sự có chút hoang đường. Đúng lúc này, trong đầu hắn nghĩ tới một chuyện, liền vội vàng hỏi, vị phó môn chủ các ngươi họ Bạch, tên chính xác là gì? Bạch Phụng Nghĩa. Tề Hành truyền âm nói, trong nội tâm Hàn Lập không khỏi một hồi ngạc nhiên, xoay chuyển ánh mắt nhìn cung trang nữ tử áo la một cái. Nàng này chính là Bạch Phụng Nghĩa, tổ tiên Bạch gia, thiên tài đệ tử trúc long đạo mất tích nhiều năm, thật đúng là đúng lúc này trên bầu trời bỗng nhiên lại có từng trận âm thanh nổ vang một đạo hồng quang từ trên không trung rơi thẳng xuống đáp lên trên quảng trường theo quang mang rơi xuống đất thân ảnh vân nghe từ trong đi ra một đoạn ống tay áo nơi bả vai đã nát bấy lộ ra một mảnh da thịt trắng như tuyết nhưng thoạt nhìn dường như cũng không bị tổn thương nặng bạch phụng nghĩa cùng bạch tố viện thấy thế vội vàng tiến lên nghênh đón sư tôn người không sao chứ trong mắt bạch tố viện hiện lên vẻ lo lắng vội vàng hỏi không sao, chẳng qua là bị tên còn lại từ chỗ tôi đánh lén, không có gì đáng ngại." Vân Nghê lắc đầu nói, "Đều là đồ nhi vô năng, không thể ngăn chặn tên kia." Bạch Phụng Nghĩa thần sắc ảm đạm, mở miệng nói ra, "Không còn trọng yếu nữa. Hôm nay thế cục trên đảo đã rơi vào hạ phong, dù cho hai người chúng ta ngăn chặn bọn hắn, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa." Vân Nghê thở dài nói, "Chủ đảo Thánh Khôi môn trên thực tế cũng là một tòa cơ quan đại trận, dưới vạn bất đắc dĩ, ta sẽ khởi động đại trận." cho nổ tung chủ đảo này, hoàn toàn chìm vào đáy biển, tuyệt sẽ không để cho những kẻ xấu này lấy được nửa điểm chỗ tốt từ chỗ chúng ta." Bạch Phụng nghĩa sắc mặt ngưng tụ, lạnh giọng nói ra, "Ai? Nếu là cái tên nhát gan kia lúc trước đáp ứng cùng ta đến đây, lần này như thế nào lại rơi vào tình cảnh như vậy? Thật là một cái trứng hồ đồ, lớn tuổi như vậy lại toàn bộ sống vì con chó trong bụng a, rõ ràng đến bây giờ còn so đo những sự tình vụn vật trước kia." Trong mắt Vân nghe hiện lên một vòng sắc mặt oán trách, oán hận mà nói, Bạch Phụng Nghĩa nghe vậy, dung nhan nở rộ, lộ ra một vẻ vũ mị, vui vẻ nói, khó có thể nhìn thấy sư phụ người mắng thô tục như vậy, chỉ là có chút đáng tiếc, vốn tưởng rằng ta sau khi rời khỏi, khoảng cách giữa sư phụ và hắn có thể tiêu trừ, tối thiểu có thể theo thời gian trôi qua mà trừ khử, không nghĩ tới cuối cùng. Nói xong lời cuối cùng, vẻ vui vẻ trên mặt nàng biến mất dần, nhịn không được âm u thở dài một tiếng. Sự tình năm đó người không có sai nhất chính là ngươi, kết quả tất cả sai trái đều bị ngươi nhận lấy, thật sự là, khổ cho ngươi rồi hôm nay bất kể thế nào ta cũng nhất định bảo vệ hai người các ngươi chu toàn vân nghe nói như đinh chém sắt những năm gần đây thánh khôi môn đối với ta ân trọng như núi môn chủ càng xem ta như người trong nhà thời điểm này ta không thể nào bỏ đi được chỉ nguyện sư phụ mang theo tố viện là được hôm nay có thể gặp mặt nàng ta cũng đã đủ hài lòng bạch phụng nghĩa nghe vậy chậm rãi lắc đầu nói ra lão tổ bạch tố viện nghe vậy nhịn không được kêu lên một tiếng ba người nói chuyện cũng không coi ai ra gì, thân ảnh hai người lục cơ cũng đã bay tới, treo cao ngàn trượng trên không, ánh mắt lạnh lùng quét xuống đám người phía dưới. Theo người có tu vi cao nhất của song phương xuất hiện, nguyên bản song phương còn đang kịch liệt giao phong, cũng dần dần tạm thời ngừng lại. Tất cả mọi người còn lại của thánh khôi môn nhao nhao tụ hợp chung quanh bạch phụ nghĩa, làm thành một vòng tròn, mà chúng tu sĩ bên thập phương lâu. Cũng e ngại sự xuất hiện của Bạch Phụ Nghĩa cùng Lân Tam, không dám quá phận tới gần, cũng đồng dạng dừng lại đám thanh giáp binh tốt cũng bất động cùng một chỗ, vây chọn cái quảng trường chung quanh lại. Chương 294, cấm địa và kim tiên khôi lỗi. Dịch giả, Kubi hu các vị đạo hữu vô thường minh vì một thánh khôi môn, không chút liên hệ nào mà ác chiến đến tận bây giờ đã rất xứng đáng rồi. Lẽ nào chư vị thật sự muốn hơn thế, giao phó cả tánh mạng của mình sao? Không bằng bây giờ chủ động rời đi, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Nam tử mặt sẹo mở miệng nói, như tiếng chuông lớn vang khắp toàn bộ chủ đảo, Lời này vừa nói ra, Bạch Phụng Nghĩa biến sắc, chỉ thấy đám người vô thường minh từ người ra nhìn nhau, nhãn thần lóe lên, rõ ràng có chút chần chờ. Dựa theo ước định trước, bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ trấn giữ ở trận đảo, thất bại là do nguyên nhân bất khả kháng, một vài người đồng hành hiện tại sợ là đã gặp bất chắc, bây giờ tiếp tục tử thủ, hoàn toàn chính xác là có khả năng bỏ mạng. Mặc dù Thánh Khôi môn trước đây đưa ra thủ lao không ít, nhưng cũng phải có mệnh để hưởng mới được. Thời điểm mọi người chưa quyết định thì trong đầu đột nhiên vang lên tiếng vân Nghê thù lao thánh khôi môn trả đều đã trong vòng tay chữ vật của ta rồi, tăng gấp đôi so với lúc đầu. Chỉ cần chư vị bằng lòng xuất ra bản lĩnh xuất chúng tiếp tục giúp thánh khôi môn, thủ vững lâu hơn một chút thì sẽ được hưởng khoản thù lao trọng hậu này. Sau khi nghe lời nói này, trong mắt mọi người không khỏi hiện lên vẻ vô cùng thèm khát, nhưng cũng có người rất nhanh tỉnh táo lại, truyền âm cho Vân Nghê, Lân Tam Đại Nhân, thù lao tuy nhiều nhưng cũng phải có mệnh mới hưởng được. Nếu tiếp tục tử chiến, chỉ sợ đều phải bỏ mạng, ngay cả thù lao ban đầu cũng sẽ trôi theo dòng nước bình tĩnh chớ nóng, ta đương nhiên sẽ không khiến các vị đạo hữu phải chiến tử. Hơn thế khi thời cơ thích hợp, ta sẽ hạ lệnh rút quân. Chỉ có là trước đó nếu có ai dám tự ý thoát đi, luận tội trái lệnh sẽ xử. Còn sau đó xử trí như thế nào tin rằng chư vị đều hiểu rõ. Vân nghề lệnh giọng tiếp tục truyền âm. Sau một hồi vừa dụ dỗ vừa đe dọa, mặc dù trong đám người vô thường minh có người không tình nguyện, nhưng trung quy không có người nào dám vọng động. Đúng lúc này, tại đại điện phía sau quảng trường thánh khôi môn bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang rung trời một quang trụ trắng như tuyết phóng lên cao tiếp đó ầm ầm vỡ vụn bắn khắp nơi hắc hắc xem ra trọng loan đạo hữu ở bên kia đã đắc thủ nam tử mặt sẹo cao mày lại vừa cười vừa nói trong mắt lục cơ cũng hiện lên vẻ vui mừng khẽ gật đầu mọi người thánh khôi môn thấy thế thì thần sắc đại biến ai cũng đều kinh sợ nguy rồi cấm địa bên kia đã xảy ra chuyện ta đã để lại năm vị trưởng lão ở bên kia sao lại có thể thần sắc bạch phụng nghĩa biến đổi nàng mở miệng nói bí bảo trong môn không phải đều đã rời đi cả rồi sao lẽ nào trong cấm địa còn có vật gì trọng yếu vân nghê hỏi trong cấm địa còn có một tiên khôi lỗi cấp bậc kim tiên là bí bảo lớn nhất của cả thánh khôi môn bạch phụng nghĩa khổ tâm nói đã có bảo vệ này thì vì sao lúc trước không sử dụng vân nghê có chút không hiểu hỏi tiên khôi lỗi này là thánh khôi môn năm xưa lưu chuyển xuống bởi vì thiếu một viên hạch tâm thích hợp cho nên cũng không phải là một tiên khôi lỗi hoàn chỉnh trước đây mỗi khi cần dùng đến đều dựa vào môn chủ dung hợp cùng mới có thể phát huy ra sức mạnh kim tiên trung kỳ lúc không cần vẫn cất giữ nó bên trong linh chỉ tại cấm địa bạch phụng nghĩa giải thích tiếng của nàng vừa dứt đại điện phía sau quảng trường bỗng nhiên lại vang lên tiếng sấm ầm ầm bảy tám quang trụ trắng như tuyết đồng thời sáng lên phóng thẳng lên cao không tốt pháp trận cấm chế của cấm địa sắc bị phá thần sắc bạch phụng nghĩa biến đổi độn quang trên người sáng ngời nàng định chạy về phía đó nhưng lại bị Vân Nghê giơ tay ngăn lại. Đừng kinh hoàng, ngươi còn phải chủ trì đại cuộc trên quảng trường. Nếu ngươi đi, lập tức sĩ khí của đám người thánh khôi môn sẽ tan rã, sợ rằng ngay cả một lần trùng kích cũng không đỡ được. Ánh mắt Vân Nghê nheo lại, rồi nàng nói. Bạch Phụng Nghĩa nghe vậy liền ổn định tâm thần, xoay người ra lệnh cho vài vị trưởng lão thánh khôi môn ở cách đó không xa, vu trưởng lão, phó trưởng lão. Ba người các ngươi nhanh đi trợ giúp cấm địa, ánh mắt Vân Nghê lóe ra, nhìn về phía Hàn Lập và Hùng Sơn cách đó không xa, lưỡng lự trong khoảng khắc như là đang lựa chọn, rồi mở miệng nói, giao thập ngũ, ngươi cũng đi trợ giúp bọn họ một tay. Hàn Lập nghe thế, gật đầu, cùng ba người kia biến thành cầu vòng rời đi. Lân cửu, ngươi trợ giúp bạch phó môn chủ dùng hết khả năng cuốn lấy tên nam tử mặt sẹo. Ta sẽ sử dụng bí pháp xem có thể tìm được cơ hội đả thương tên còn lại, hay không? Vân Nghê rời ánh mắt, hướng về phía Hùng Sơn nói. Hùng Sơn không nói một lời, gật đầu, rồi bước đến bên người Bạch Phụ Nghĩa. Hắc hắc, lục cơ đạo hữu, thời khắc quyết chiến đến rồi. Thấy bốn gã chân tiên bay đi, nam tử mặt sẹo lộ vẻ cười cười, nói với nam tử đeo kiếm. Dứt lời, gã quay đầu nhìn về tu sĩ thập phương lâu, và đám binh sĩ áo giáp xanh đông đúc phía dưới, hắng giọng quát to, chư vị, thắng lợi ngay trước mắt. Giết hết cho ta. Một tiếng lệnh vang lên, vạn tiếng hô hưởng ứng. Trên quảng trường lập tức tiếng hô giết, giết vang dội đất trời như sơn hô hải khiếu đoàn người như sóng triều dâng đánh về phía trung tâm thế lực hai phe nhất thời rơi vào tình trạng hỗn chiến chém giết lẫn nhau giai đoạn nhuộm trong biển máu lại bắt đầu lại nói đến ở đại điện phía sau quảng trường ẩn núp trong sơn cốc đang không ngừng vang lên tiếng sấm ầm ầm đám người hàn lập bay tới ngoài cốc ở xa xa thấy tám quang trụ trắng như tuyết phóng thẳng lên trời cao hiện ra một vòng xoáy quang trận màu trắng mịt mờ ở cao không nguy rồi đại trận cấm địa đã bị phá giải trận môn cũng đã mở ra có thể kẻ xấu đã tiến nhập cấm địa một vị trưởng lão thánh khôi môn dâu tóc bạc phơ lo lắng nói nhanh chúng ta lập tức vào cốc một lão giả mặc áo xanh khác vội vã kêu lên thân ảnh bốn người mờ nhạt lóe lên liền tiến vào sâu trong sơn cốc bên trong sơn cốc núi đá ven đường vỡ nát sông ngòi bị cắt đứt có thể thấy được núi đá cây cối bị phá rơi xuống hồ trong hồ nước và trên núi đá mơ hồ có thể thấy một vài thi thể của trưởng lão và đệ tử thánh khôi môn lỗ trưởng lão vị trưởng lão áo xanh đi đầu đột nhiên chấn động vẻ mặt thương tiếc kêu lên mọi người nhìn lại thấy trên vách đá dựng đứng ngay phía trước có một vị lão giả béo phệ khuôn mặt hiền hòa bị kẻ nào đó dùng một thanh trường kiếm màu bạc ghi ở bên trên người này trùng tên với lão giả áo xanh kia có quan hệ tốt ở trong môn là bạn thân của nhau tuy nhiên mọi người cũng không dừng lại trước thi thể lão giả mà lóe lên bay vút rất nhanh về phía quang trụ ở trong cốc sau một lát mọi người vừa mới bay đến cuối sơn cốc một thác nước màu bạc cao trăm trượng rơi vào tầm mắt. Chỉ thấy thác nước chảy xuống, bọt bắn tới các tảng đá ở vách núi, văng ngược trở lại, thành ra vạn viên ngân châu trong không trung tạo thành một chiếc cầu vồng rực rỡ. Phía dưới thác nước là một cái hồ khá rộng màu xanh lục thẫm. Ở giữa hồ có xây một tế đàn đá màu trắng hình bát giác, từ đó phóng ra tám quang trụ cao ngất trời. Chỗ đất bằng cạnh hồ, vang lên tiếng binh khí giao kích. Một lão giả cao lớn toàn thân đẫm máu, và một khôi lỗi giáp đen mọc tám cánh tay, đang bị ba tên tu sĩ thập phương lâu vây công, lộ vẻ như mũi tên đã hết đà. Ở xung quanh đám người này, còn rải rác hơn 10 cái thi thể tu sĩ và khôi lỗi thánh khôi môn. Tất cả đều là những đoạn tàn thi, nhìn vô cùng thê thảm. Trong ba tên thập phương lâu này, ngoại trừ tên nam tử khôi ngộ có tu vi chân tiên cảnh, hai tên còn lại chỉ có tu vi đại thừa mà thôi. Chúng thấy bốn gã chân tiên thánh khôi môn đến thì tâm thần rung động mạnh, vội vàng liếc mắt về phía vòng xoáy trên bầu trời mắt vị trưởng lão áo xanh sớm như rách ra lão lập tức quát to một tiếng vọt về phía một tên ở giữa tên đó một tay cầm cây trường kích màu đỏ tươi quay người khua một cái phụt ra huyết quang vạch một đường tới chỗ cổ lão già áo xanh một tay còn lại thì kết pháp quyết cổ quái toàn thân bắt đầu sáng lên huyết quang còn muốn chạy trốn mơ tưởng lão già áo xanh quát to trường kiếm đánh ra trên mũi kiếm phun ra một mảnh thanh quang trong nháy mắt kéo dài vài thước chém bay đầu tên kia tay kia của lão lập tức vung lên, bắn ra một áng lửa, chụp lấy đầu tên kia vào trong khiến cho Nguyên Anh không kịp bỏ chạy, bị thiêu cháy hoàn toàn. Hai tên tu sĩ thập phương lâu còn lại không có chút lưỡng lự, vội vã độn quang theo hai hướng ngược nhau mà bỏ chạy. Một tên mới vừa bay đi được trăm trượng đã bị một con khôi lỗi sư tử trắng, như tuyết đón đầu, đập xuống, giữ chặt trên mặt đất. Tên chân tiên duy nhất thả ra bạch quang quanh thân rực rỡ, cả người phẳng phất trong một tầng tinh quang mông lung, một quyền đánh cho vị trưởng lão thánh khôi môn ngăn cản y bay ra ngoài y bước một bước thân hình đã nhảy lên hơn nghìn trượng bay ra phía ngoài sơn cốc mọi người đang định đuổi theo thì thấy lão giả cao lớn lảo đảo một cái ngã nhào xuống đất thân hình hàn lập lóe lên xuất hiện ở cạnh đỡ lấy lão ta ánh mắt nhìn chằm chằm về phía tên vừa thoát đi kia thần sắc trong mắt có chút cổ quái chỗ da thịt trên người lão giả cao lớn lộ ra ít nhất hơn trăm vết thương rất sâu thấy cả xương máu chảy không ngừng cả người lão giống như bị bôi một lớp máu vậy nhưng mà bất chấp thương thế nghiêm trọng của mình ngón tay lão vẫn run rẩy chỉ vào vòng xoáy trên bầu trời lão khẩn thiết kêu lên nhanh 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 lên đã có kẻ xông vào cấm địa ba người thánh khôi môn nghe thế thần sắc đều biến đổi lão giả áo xanh đi lên phía trước vung kiếm đâm thủng đầu tên còn nằm dưới chân con khôi lỗi sư tử rồi quấy cho nguyên anh bên trong nát bét lão đi đến bên cạnh lão giả cao lớn lấy ra một viên đan dược cho dùng sau khi dùng đan dược lão giả cao lớn vốn vẫn cố giữ chút khí lực rốt cuộc không chịu nổi cả người sụi lơ ngất đi con khôi lỗi giáp đen có tám cánh tay cũng trong trạng thái vỡ vụn không chịu nổi lảo đảo đi tới bên người lão giả rồi rung lên một tiếng lảnh xẻng tứ chi đều rơi rụng hết vị đạo hữu vô thường minh phiền người đuổi theo giết tên kia được không không cần quan tâm đến giết được hay không chỉ cần bảo đảm y không quay về đây là được lão giả áo xanh hơi do dự một chút đi tới trước hàn lập rồi nói hàn lập liếc mắt một cái nhìn vòng xoáy trên bầu trời trong lòng biết là tiếp theo bọn họ sẽ đi vào cấm địa trong môn truy sát kẻ bên trong hắn là người ngoài tất nhiên là không tiện đi vào theo vì vậy mới nhờ hắn đi đuổi giết tên kia ta cũng đang có ý này hàn lập gật đầu nói dứt lời trên người sáng lên độn quang thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất lưu lại khôi lỗi tuyết sư chăm sóc phương trưởng lão chúng ta vào nhanh thôi sắc mặt lão giả áo xanh hơi trầm xuống nói với hai người kia hai người kia gật đầu thân hình đồng thời nhảy lên bay vào bên trong vòng xoáy trên bầu trời. Trong khi đó Hàn Lập vừa bay ra khỏi sơn cốc, liền lập tức dừng lại. Hắn đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt liếc nhìn chung quanh, miệng nở ra một nụ cười, sau đó thân hình vừa chuyển, bay tới một chỗ rừng rậm bên ngoài cốc. Chương 295, Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công. Dịch giả, Kubihu không bao lâu, thân hình Hàn Lập hạ xuống một mảnh đất trống trong rừng, ánh mắt đảo qua bốn phía, khóe miệng khẽ nhếch. Các hạ tính toán thật hay, có phải muốn trở tên kia và chúng ta phân thắng bại trong cấm địa, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, rồi sau đó ngươi sẽ len lén trở vào trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi đúng không?" Hàn Lập hơi nghiêng đầu, nhìn về phía cây cổ thụ chọc trời cách mấy trăm trượng, chậm rãi nói. Lời hắn vừa dứt, phía sau cây cổ thụ có một bóng người khôi ngô chậm rãi đi ra, chính là tên vừa mới bỏ chạy. "Ha ha, đạo hữu một mình đến đây truy tìm ta, chỉ sợ không phải là cử chỉ sáng suốt." Tên kia cười ha hả, mở miệng nói, vừa dứt lời hai tay gã nắm chặt, trên đầu quyền mơ hồ có quang mang trong suốt quanh quẩn, trong cơ thể vang lên liên tiếp âm thanh như pháo nổ, cả thân hình thấp thoáng như cao lên một phân. Nếu không phải ta một mình tới đây chỉ sợ các hạ, cũng sẽ không dễ dàng hiện thân như vậy. Hàn lập khẽ cười một tiếng, nói. Trong lúc nói chuyện, hắn lùi về phía sau một bước, giơ một quyền lên thu ở eo, tùy ý bày ra một thế quyền, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về tên kia. Vậy thử một chút. Tên kia hắc hắc một tiếng, bước một bước, Thân hình liền nhanh như điện, trong chớp mắt cách trước người Hàn Lập không đến trăm trượng. Gã vung ra một quyền đập về phía Hàn Lập, chỉ thấy trên ngực gã hiện ra đồ án bảy ngôi sao màu xanh lam, sáng quắc lóng lánh, tản mát ra tinh quang rộng lớn, toàn bộ cánh tay đột nhiên giống như to lên một vòng, nắm tay trong suốt như ngọc, mang theo trận trận âm thanh phong lôi. Những chỗ quyền đi qua, trên không hiện lên từng đợt rung động mà mắt thường có thể thấy được. Hàn Lập cao mày lại, trên cánh tay sớm đã hiện lên lân phiến màu vàng. Khớp xương nơi nắm đấu phát ra âm thanh như tiếng kim thạch ma sát, đón lấy đầu quyền của tên kia đánh tới. Một tiếng ầm vang thật lớn, một cỗ lực lượng vô cùng cuồng bạo lấy hai người làm trung tâm cuốn ra bốn phương tám hướng, nổi lên từng cơn lốc khiến cho rừng núi vang rền không ngừng. Chỗ cuồng phong đi qua, từng cây cổ thụ chọc trời nổ tung, bắn ra vô số mảnh gỗ vụn, ầm ầm sập xuống. Thân hình tên nam tử khôi ngô bắn ngược ra, sau khi hạ xuống đất, bịch 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 vài tiếng, lùi lại hơn 10 bước thì thân hình mới đứng vững gã kinh ngạc nhìn về phía hàn lập một bước cũng không suy chuyển sửng sốt kêu lên ngươi cũng là huyền tiên có gì kỳ quái sao hàn lập cười cười chậm rãi nói thảo nào các hạ dám nghênh ngang đối quyền cùng ta như thế là ta chủ quan ánh mắt nam tử khôi ngô chớp vài cái rồi gã nói dù sao đối với huyền tiên mà nói nếu có thể đến gần tu sĩ có tu vi ngang hàng tất nhiên sẽ chiếm ưu thế lớn nhưng nếu như đối phương cũng là một huyền tiên thì dĩ nhiên là không có ý nghĩa gì nữa Ta thấy một quyền vừa rồi của các hạ tự hồ vẫn chưa đánh hết sức, không bằng thử tung một quyền toàn lực xem như thế nào." Hàn Lập Từ Tốn nói, "Nếu các hạ muốn thử vậy thì tại hạ sẽ phụng bồi." Nam tử khôi ngô nghe thế, vẻ mặt trước đây thay đổi hẳn, khẩu khí trở nên khách khí ba phần. Một lời vừa dứt, trên ngực gã một lần nữa sáng lên đồ án bảy ngôi sao màu xanh lam, ngay sau đó ở các vị trí hai đầu vai, cánh tay, eo cũng liên tiếp sáng lên những quang điểm màu xanh lam. Hàn Lập Thầm đếm thì phát hiện trong tình huống không nhìn được lưng, những quang điểm màu xanh lam này có đến 18 quang điểm. Lần này đến lượt, hắn có chút kinh ngạc, chân mày khẽ nhíu, lần này hắn không chờ đối phương công trước mà ngược lại bước lên trước một bước, trên cánh tay hiện lên kim lân, trước ngực dưới lớp áo cũng sáng lên lam quang hiện ra bảy ngôi sao. A, à, tiểu Bắc đầu tinh nguyên công. Nam tử khôi ngô khẽ kêu lên, nói toạc ra công pháp luyện thể Hàn Lập sử dụng, nhưng mà hai người cũng không có ý dừng lại đều đánh một quyền này về phía đối phương một tiếng ầm ầm rung trời vang lên khắp bầu trời bụi mù mang theo dòng xoáy như nước lũ trong không khí quét bốn phương tám hướng trong phạm vi gần nghìn trượng cây rừng đều đổ dạp trở nên vô cùng trống trải không còn bất kỳ cây cối nào chắn giữa thân hình hai người cả hai người hàn lập và nam tử khôi ngô đều không ngừng lùi lại hai chân cày trên mặt đất một cái rãnh rất lớn sâu đến vài thước kéo dài mấy trăm trượng sau đó thân hình mỗi người mới dừng lại các hạ còn muốn đánh tiếp không thân hình hàn lập nhảy khỏi cái rãnh bay lên không trung sau đó hắn đứng lơ lửng giữa trời từ trên cao nhìn xuống tên nam tử khôi ngô mở miệng hỏi nam tử khôi ngô vẫn đứng tại chỗ như trước không có bất kỳ động tác nào ở phía trước chán của gã chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái viên luân màu đen thẫm rất lớn đang xoay tròn không ngừng từ viên luân tỏa ra trận trận chấn động pháp tắc làm người ta sợ hãi gã ngửa đầu nhìn hàn lập khẽ thở dài thu xong quyền lại quang mang trên người cũng lập tức thu lại các hạ rốt cuộc là người phương nào, tại sao lại tu luyện qua tiểu bắc đầu tinh nguyên công? Nam tử khôi ngô có chút nghi ngờ hỏi. Không bằng ngươi trả lời trước cho ta một vấn đề, vì sao tiểu bắc đầu tinh nguyên công của ngươi mở ra nhiều huyền khiếu đến như vậy? Hàn lập không trả lời, mà cười cười hỏi ngược lại. Các hạ định xử trí ta như thế nào? Sau khi nghe xong, nam tử khôi ngô cũng không trả lời mà hỏi ngược lại. Ngươi hy vọng ta xử trí ngươi xử trí như thế nào, lãnh diễm đạo hữu? Thần sắc trong mắt hàn lập thu lại, hắn truyền âm. Nam tử Khôi Ngô nghe vậy, toàn thân chấn động, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, sau khi nhìn chằm chằm Hàn Lập một hồi lâu, rồi cũng lấy bí thuật truyền âm, hỏi thăm dò, "Ngươi là?" "Hàn Lập đạo hữu." Lãnh Diễm đạo hữu quả nhiên thông minh, nhanh như vậy đã đoán ra thân phận của ta rồi. Hàn Lập không phủ nhận mà bình thản thừa nhận. "Thật không dám giấu giếm, tiểu Bắc Đầu tinh nguyên công này là ta trước đây, trong một chỗ di tích thượng cổ ở Tiên vực." nhờ cơ duyên xảo hợp mà có được ở ngoại giới sợ rằng cũng không có truyền thừa vì vậy tỷ lệ gặp phải người đồng tu công pháp này thấp đến đáng thương hơn nữa từ trên người đạo hữu ta nhận ra cảm giác có chút quen thuộc cho nên mới có suy đoán này chỉ là không nghĩ tới sau khi phi thăng đạo hữu liền tiến giai đến chân tiên trung kỳ quá nhanh như vậy thật là khiến cho người ta khó mà tin được lãnh diễm lão tổ khẽ thở dài môi nhúc nhích truyền âm vậy đại khái cũng là cơ duyên xảo hợp nhân duyên tế hội chứ gì về chuyện đang nói dở, hay là lãnh diễm đạo hữu trước hết hãy giải đáp giải đáp nghi vấn cho ta, vì sao trên người ngươi ngưng tụ ra được nhiều huyền khiếu đến như vậy. Hàn lập không có ý định ôn chuyện, hay nghe giải thích về những năm tháng gã ta trải qua, mà hỏi thẳng. Thần sắc lãnh diễm lão tổ hiện lên chút biến hóa, trong mắt lộ ra một chút vẻ trần chờ. Đạo hữu không phải hạng người hồ đồ, sẽ không có ý. Định giấu giếm, lừa dối chứ. Dù sao với lực lượng thần thức của ta, người đã từng lãnh giáo qua, chúng ta cũng coi như quen biết đừng ép ta phải sử dụng thủ đoạn sư hồn với ngươi hàn lập quan sát hết thần sắc biến hóa của gã mở miệng nhắc nhở với thầm ý sâu sắc lãnh diễm lão tổ lúc trước còn nhìn chằm chằm trọng thủy chân luân đang lở lửng trên đỉnh đầu mình rồi thoáng lướt qua lấy lại bình tĩnh mở miệng nói không dám bộ tiểu bắt đầu tinh nguyên công mà hàn đạo hữu tu luyện kỳ thực có quan hệ từ một nơi là bộ công pháp luyện thể mà ta ngẫu nhiên tìm được trong di tích năm đó khi bắt đầu tu luyện công pháp này ta có lĩnh ngộ, rồi chính mình chỉnh lý thành một phiên bản rút gọn, lưu cho hậu nhân trong tông môn tu tập. muốn nhờ vào đó để để thăng thực lực tông môn. a, à, vậy bộ công pháp luyện thể hoàn chỉnh mà ngươi đạt được là gì? chân mày Hàn Lập cao lại, hắn truyền âm hỏi. tên đầy đủ của nó là Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công. nếu như đạo hữu cần, có thể tự cầm lấy một phần bản khắc. lãnh Diễm lão tổ dứt lời, lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay hiện ra một khối đá phiến màu xám xanh, không chậm trễ đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập thò tay về phía trước, trong lòng bàn tay chảy ra một luồng thanh quang, bao khối đá kia lại, sau khi xác nhận trên đó không có bất kỳ dị dạng nào thì mới kéo về trước người, tỉ mỉ quan sát. Khối đá chỉ lớn chừng bàn tay, không phân biệt trái phải, hai mặt đều khắc chi chít, chẳng chịt chữ cổ triện nhỏ. Sau khi Hàn Lập tra xét một lát, chân mày đột nhiên nhíu lại, truyền âm hỏi, nếu ta không nhìn lầm, công pháp ghi lại trên khối đá này cũng không hoàn chỉnh à? Đạo hữu chớ trách, năm đó ở trong di tích thượng cổ ta cũng cơ hồ xém chút nữa mất mạng mới lấy, được một nửa công pháp đại chu thiên tinh nguyên công này, còn nửa kia ta cũng không có. Lãnh diễm lão tổ liền vội vàng giải thích. Hàn lập nhìn thần sắc biến hóa trong mắt gã không giống giả bộ, nên hắn lật bàn tay một cái, lấy ra cái ngọc giản, hướng khối đá đánh ra một pháp quyết, lặng lẽ ngâm tụng thầm. Sau mấy hơi thở, nội dung công pháp trên khối đã được khắc toàn bộ vào trong ngọc giản. Hàn lập vẫy tay một cái, thu hồi trọng thủy chân luân về, tay kia vung lên vứt ngọc giản về phía lãnh diễm lão tổ lãnh diễm lão tổ nhìn hàn lập điểm nhiên như không thu khối đá xám xanh vốn thuộc về mình vào trong vòng tay chữ vật nhưng thần sắc trong mắt gã thủy chung không có bất kỳ biến hóa nào gã chỉ là giơ tay lên tiếp nhận ngọc giản cũng không có thu hồi ngay trước đây ở trên đảo ngươi giết nhiều người như vậy chỗ tốt cũng đã thu được không ít ta chỉ khuyên một câu hiện tại nên rời đảo luôn đi tuy là bại cục của thánh khôi môn đã định nhưng phản công trước khi chết nhất định rất mãnh liệt nếu chỉ vì nhất niệm tham dục mà ở lại đến cùng, có thể sẽ chỉ như giỏ che múc nước, công dã chàng mà thôi. Hàn Lập không hề truyền âm, mà mở miệng nói thẳng. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm, tại hạ cũng đang có ý này. Lãnh diễm lão tổ chắp tay nói. Những lời này cũng không phải là lời giả dối. Gã vốn định sau khi kết thúc công việc ở cấm địa Sơn Cốc thì sẽ rời đi ngay. Trên thực tế, vừa rồi Hàn Lập còn có một chút không nói ra hết. Đến lúc thánh khôi môn bị hủy diệt hoàn toàn, nhiệm vụ của đám người thập phương lâu được triệu tập tức thời coi như kết thúc sau đó sẽ không hề bị thập phương lâu ước thúc bất kỳ vấn đề gì bọn chúng cho dù không bùng lên ngay tại chỗ nhưng sau khi phân tán rời đi tất nhiên không thể tránh khỏi gặp phải việc sát nhân đoạt bảo cho nên đi trước một bước mà rời đi sớm có thể tránh được rất nhiều phiền phức hàn lập nhìn lãnh diễm lão tổ thật sâu năm đó lúc ở linh hoàn giới hắn đã cảm thấy người này rất biết nhìn nhận thời cuộc là hạng người sắc xảo hôm nay gặp lại hắn càng cảm thấy tâm tính người này trầm ổn khôn khéo biết tiến thối hơn xa những tiên nhân chính gốc bắc hàn tiên vực ý niệm trong lòng hắn chỉ thoáng một cái rồi biến mất sau đó thân hình vừa chuyển hắn bay trở về phía cấm địa sơn cốc lãnh diễm lão tổ nhìn thân ảnh hàn lập đã đi xa ngón tay vuốt ve nhiều lần lên ngọc giản bởi vì dùng sức nên đầu ngón tay trở nên hơi trắng nguy hiểm thật nguy hiểm thật làm sao lại gặp được người này may mà đầu óc lão phu xoay chuyển nhanh nhiệm vụ lần này đúng là vứt đi về sau cần phải cân nhắc nhiều hơn, đừng vì nhỏ mà mất lớn. Đến khi thấy thân ảnh Hàn Lập hoàn toàn biến mất, trong lòng dù vẫn còn sợ hãi, gã thở phào một hơi, tự lẩm bẩm. Nói xong, gã chậm rãi thu hồi ngọc giản, bàn tay vung lấy ra một phi chu màu bạc, không nói hai lời, tung người lên thuyền, vội vã rời đi. Chương 296: Đao kiếm gặp nhau. Dịch giả: Hu Không bao lâu, Hàn Lập đã về tới sơn cốc. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tám quang trụ vẫn như cũ sừng sững giữa trời. Vòng xoáy khổng lồ phía trên vẫn chậm chậm xoay tròn. Vị trưởng lão họ Phương vẫn nằm bên hồ nước như cũ, không có chút dấu hiệu tỉnh lại nào. Con khôi lỗi Tuyết sư đang ngẩng cao đầu, thủ hộ bên cạnh gã, thấy Hàn Lập xuất hiện cũng không có phản ứng gì. Hàn Lập chỉ hơi trầm ngâm, từ trên trời cao bay thấp xuống, chưa hạ xuống đất thì bỗng nhiên cảm thấy một chấn động không gian mãnh liệt tử, trong vòng xoáy màu trắng trên hư không hồ nước truyền ra. Hắn vội vã dừng thân hình lại, ngẩng đầu nhìn về phía đó, chỉ thấy vòng xoáy bỗng nhiên rực rỡ bạch quang xoay tròn kịch liệt. Ngay sau đó, có một bóng người từ đó lóe ra, rơi xuống. Bộ quần áo xanh trên người này rách tả tơi, toàn thân máu me đầm đìa, khắp nơi trên người đều là vết thương sâu tới tận xương, bộ dáng thê thảm quả thực giống vị phương trưởng lão đang nằm dưới đất như đúc. Đạo hữu cứu ta! Đạo hữu cứu ta! Người nọ vừa nhìn thấy thân ảnh Hàn Lập, lập tức lớn tiếng kêu lên. Hàn Lập chỉ liếc mặt nhìn gã, liền nhíu mày lại, rồi hướng ánh mắt về phía trong vòng xoáy. Chỉ thấy bên trong vòng xoáy, bạch quang lại bắt đầu khởi động một bóng người màu đen lóe lên y cầm một thanh trường đao màu đen càn rỡ cười to nói sao lại bỏ rơi đồng bạn còn bản thân mình chạy trốn trước tiên thế không giống như bộ dạng ngươi lúc trước hô cái gì mà thay lỗ trưởng lão báo thu a ha, ha hàn lập liếc mắt quan sát tên này từ đầu tới chân ánh mắt nhất thời rơi vào thanh trường đao màu đen trong tay y đây chẳng phải là thanh hắc đao mà trước đây phương bản đã dùng qua sau đó lại bị chính hắn bán tháo đi trong vô thường minh sao Ồ, oh, lại có một con cá lọt lưới sao? Vừa lúc chưa được tận hứng, vậy thì thu thập hết luôn. Tên này cũng chú ý tới Hàn Lập, cười hắc hắc nói. Y đội nón lá màu đen, thoáng lộ ra nửa khuôn mặt hơi cháy vàng, trên trán còn đeo một tấm kim trúc hộ trán, phản xạ hào quang màu xanh đen, chính là một trong ba người dẫn đầu đám người thập phương lâu, Trọng Loan. Dứt lời, cổ tay y vừa chuyển, trường đao ở giữa không trung xẹt qua một đạo hồ quang, bất ngờ đánh xuống một đao này nhìn như hời hợt, y có thể bổ ra trong nháy mắt, mặt ngoài thân đao trợt sáng lên từng vòng linh văn tinh mịn, sau đó toàn thân đao rực rỡ hào quang màu đen. Từ đó, mấy trăm lưỡi quang nhận màu đen cực kỳ sắc bén dày đặc, chẳng chỉ tuôn ra, phân biệt chém tới phía Hàn Lập và lão già áo xanh. Đương nhiên phần lớn đánh về phía Hàn Lập, chỉ có một số ít hướng về phía lão già. Khắp người mang vết thương chồng chất, lão già đã sợ đến hồn vía lên mây, trong lúc Trọng Loan nói chuyện, lão đã xoay người lại ngồi dậy, dùng tiên linh lực còn dư lại một ít vỗ ra hai quả viên cầu màu bạc sau khi chúng chớp động ngân quang một hồi thì biến thành hai con khôi lỗi giáp bạc chắn trước người lão cùng lúc đó thanh quang trên người của lão giả lóe lên một bộ mộc giáp màu xanh đã bị tàn phá khá nhiều hiện ra bên ngoài cơ thể hàn lập nhíu mày lại cổ tay vừa chuyển một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện trong tay hắn một tay cầm kiếm quét ngang về phía quang nhận màu đen trên không chỉ thấy thanh quang bên ngoài trường kiếm sáng rực, lập tức huyễn hóa ra mấy trăm đạo kiếm khí màu xanh ảo ảo tứ tán bay vút đi, chém về phía quang nhận màu đen. Keng 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 ken tiếng kim thạch giao kích liên tiếp, vang lên, quang nhận màu đen và kiếm khí màu xanh chém, vào nhau kết thành từng vầng mặt trời màu xanh đen rồi ầm ầm vỡ vụn, hóa thành những đốm hào quang lấm tấm hai màu. Đạo hữu cẩn thận, hắc nhận này. Đúng lúc này, lão giả áo xanh đột nhiên lớn tiếng hô to. Lời còn chưa dứt, liền xuất hiện một màn quỷ dị chỉ thấy điểm sáng màu đen vừa tiêu tán đã rất nhanh ngưng tụ lại, lần nữa hóa thành từng lưỡi quang nhận màu đen, dọc theo quỹ đạo trước đó bay vụt tới phía hai người. Khí thế so với lúc trước không hề suy giảm chút nào. Hai con khôi lỗi giáp bạc ngăn trước người lão già áo xanh cầm trong tay cái roi thép chín đốt nệ, về phía quang nhận màu đen. Nhưng những chiếc roi nhanh chóng bị hơn 10 lưỡi quang nhận chém qua, không ngừng vỡ nát. Tiếp theo quang cháo hộ thể bên ngoài hai con khôi lỗi trong nháy mắt nổ tung thân thể chúng bị vô số lưỡi quang nhận màu đen như nước lũ tràn qua biến thành ngàn vết nứt vỡ sụp đổ tan tành ngay sau đó thanh giáp trên người lão già áo xanh cũng bị quang nhận màu đen phía trước chém tới làm cho linh quang trên bề mặt điên cuồng run rẩy có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào nếu không có thanh giáp bảo vệ thân thể lão ở trong đám quang nhận màu đen này chỉ sợ rằng trong khoảnh khắc sẽ biến thành đống thịt nát lúc này con khôi lỗi tuyết sư ở cách đó không xa đột nhiên bổ nhào tới lao đến trước người lão già áo xanh hai chân trước nó hua một cái, vô số chảo ảnh hiện lên khắp bầu trời. Tiếng xì xì vang lớn, chảo ảnh chằng chịt vừa tiếp xúc với quang nhận màu đen lập tức tán loạn biến mất, nhưng cũng chặn được không ít những lưỡi quang nhận. Số quang nhận còn lại vốn không còn nhiều, thì bị thân thể khôi lỗi tuyết sư cứng rắn cản lại. Thần sắc lão giả sớm đã biến thành huyết nhân trở nên nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó, lão liền phun ra một ngụm máu tươi, cả người lập tức ngã xuống đất. So với bên lão giả, thì Hàn Lập thong dong hơn rất nhiều, chỉ thấy cổ tay hắn lắc để trường kiếm tùy ý vùng vẫy lập tức bắn ra kiếm quang dày đặc tạo thành một mảnh kiếm mạc nhỏ màu xanh ở xung quanh lúc này quang nhận màu đen cổ quái không ngừng chém lên trên kiếm mạc không ngừng bị tan vỡ rồi lại không ngừng ngưng tụ tiếp tục chém lên trên kiếm mạc sau rất nhiều lần như vậy chỉ thấy linh quang tiêu hao hầu như không còn rồi tiêu tán hoàn toàn sự việc nói thì rất dài dòng nhưng cũng chỉ diễn ra trong hai ba nhịp thở từ một đao trọng loan đánh xuống mà thôi không nghĩ tới ngươi không giống đám phế vật kia. Thật sự có chút bản lãnh. Tốt, vậy thử xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Trọng Loan nhìn thấy màn này, liếm môi một cái, rồi cười quái dị nói. Lời vừa nói ra, ánh mắt của y trượt phát lạnh, từ một tay chuyển thành hai tay cầm đao, quanh thân sáng lên trận trận ô quang. Ngay sau đó, chỉ thấy mặt ngoài hắc đao hiện ra một tầng ánh sáng màu đen, từ đó nổi lên từng sợi chỉ nhỏ màu vàng kim, phát họa thành từng dòng phù văn phong cách cổ xưa. Chuyển ra từng đợt chấn động khủng khiếp khiến người ta khiếp sợ. Trong hư không xung quanh bỗng nhiên nổi lên trận trận cuồng phong, cuồn cuộn đến thân đao, dẫn theo linh khí thiên địa tuôn trào tràn về phía hắc đao. Trong chốc lát, linh triều chấn động kéo dài không dứt, hệt như thủy triều lên xuống vậy, mà linh khí thiên địa không ngừng dũng mãnh lao tới, quang mang của những sợi chỉ nhỏ trên trường đao màu đen càng lúc càng rực rỡ, ngưng tụ thành những phù văn càng ngày càng sáng, thoạt nhìn dường như muốn thoát ra khỏi thân đao. Từng đợt sóng vầng sáng hai màu vàng đen trói mắt lan ra xung quanh, trong đó xen lẫn lực chấn động pháp tắc mãnh liệt, khiến cho toàn bộ không trung rung động theo. Hàn Lập nhìn một màn trước mắt này thì chân mày nhíu chặt lại, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Rõ ràng là cùng một thanh hắc đao mà trong tay tên này, sử dụng lại có uy thế mạnh hơn xa so với trong tay hắn hay phương bàn. Chẳng lẽ, y chính là chủ cũ của hắc đao này sao? Lúc này, trọng loan bỗng nhiên quát to một tiếng, thân hình ở giữa trời cao vạn một cái, lấy lực chuyển động bản thân kéo thân đao xoay tròn, rồi bất ngờ bổ xuống phía Hàn Lập. Chỉ nghe một tiếng keng, sắc nhọn vang lên, một đạo ánh đao màu vàng đen to lớn kéo dài trăm trượng, từ trên trời cao chém dọc xuống, hư không hai bên lưỡi đao chấn động, linh khí thiên địa bị cuốn sạch thành trống rỗng, từ đó một cảm giác áp bách khiến người ta sợ hãi không ngừng tuôn ra. Trong hai mắt Hàn Lập lóe lên tinh quang, một tay bắt kiếm quyết, một tay cầm kiếm khô một vòng lên trên. Trên thân trường kiếm, linh văn sáng choang, không ngừng rung lên, một tầng lưu quang màu xanh như một dòng nước chảy ra, nhoáng một cái biến thành hai, hai thành bốn, trong khoảnh khắc huyễn hóa ra hơn 10 đạo kiếm quang màu xanh. Tiếp đó hết thảy kiếm quang lại ào ào hợp lại ở trung tâm, ngưng tụ thành một kiếm ảnh màu xanh dài đến trăm trượng, chém về phía ánh đao khổng lồ. Một kiếm này chém ra, hầu như thiên địa biến sắc, những nơi nó đi qua như xé rách hư không. Trong cao không chuyển đến một tiếng ầm vang to lớn chấn động cả bầu trời, đao quang và kiếm ảnh không hề nhún nhường, ầm ầm va vào nhau một cơn đại chấn động như hủy thiên diệt địa tràn ra, khiến cho toàn bộ chủ đảo thánh khôi môn rung động không thôi, làm cho mọi người đang giao chiến trên quảng trường đảo nhỏ bỗng trì trệ trong tích tắc, rồi lại tiếp tục lâm vào trạng thái chém giết đẫm máu. Ngay cả trên bầu trời, đám người vân nghe giao chiến với kim tiên thập phương lâu, cũng cảm nhận được dị động truyền tới chủ đảo. Chỉ là bởi vì trận chiến trước mắt thực sự quá hung hiểm, không cho phép bọn họ phân tâm một chút nào, vì vậy cũng không có người nào phân thần đi dò xét xem ra thánh khôi môn còn có chút chuẩn bị ở đằng sau, cũng không biết có chịu đựng nổi tên trọng loan điên kia dày vò không. Nhưng tên nam tử mặt sẹo lại cười hắc hắc, có chút thoải mái lầm bẩm Bên cạnh hồ sâu trong sơn cốc, lão già áo xanh nằm phía sau con khôi lỗi tuyết sư khi bị cỗ lực lượng khổng lồ ập, tới, rốt cuộc lại phun ra một búng máu tươi lớn, hai mắt tối sầm, rồi ngất đi trước khi mất đi ý thức, trong lòng của lão ta cảm thấy hối hận vô cùng. Sau khi thấy được thực lực của Hàn Lập, lão sớm đã nghĩ nếu trước kia không điều Hàn Lập ra ngoài, mà chọn dẫn hắn cùng tiến nhập cấm địa thì có thể hai vị trưởng lão khác cũng sẽ không chết trận, bộ tiên khôi lỗi cũng sẽ không bị tên kia cướp mất. Chẳng qua, dù có hối hận thế nào thì cũng không có một chút tác dụng gì rồi, cũng chỉ có thể hy vọng vị đạo hữu vô thường minh này có thể chiến thắng tên kia. Một tiếng nổ ẩm rung trời, thân ảnh hàn lập từ trên cao không rơi thẳng xuống, giống như thiên thạch lao xuống hồ sâu trong cốc. Mặt nước màu xanh thấm dường như bị hàng trăm hàng ngàn quả thủy lôi giáng xuống, dâng lên hơn 10 cột sóng nước vĩ đại cao tới trăm trượng. Bên trong hồ sâu lại tạo thành một cái hố sâu vĩ đại đường kính chừng trăm trượng, khiến cho mặt nước hồ kịch liệt hạ thấp, lộ ra nền đá lớn trải rộng dưới đáy hồ. Mà trên bầu trời, thân ảnh trọng loan khi khí lãng ập đến cũng bị phản chấn, không tự chủ được mà bắn vào một chỗ sâu trên bầu trời. Thần sắc của y dần dần trở nên ngưng trọng, sau đó khó khăn lắm mới ổn định được thân hình. Y lập tức quay người, hai chân bước trong hư không, bay vút cực nhanh về phía hồ sâu trong cốc. Hai tay cầm đao của y nắm chặt lại nhằm phía mặt nước còn chưa bằng phẳng do dư chấn mà chém xuống lần thứ hai. Đúng lúc này, chỉ thấy từ phía dưới mặt hồ bỗng nhiên truyền đến trận trận âm thanh vù vù. Ngay sau đó, một bảo luân màu đen đang kịch liệt xoay tròn, vọt ra khỏi mặt nước. Bảo luân trên bề mặt là một vòng thủy đạo văn rực rỡ quang mang, cuốn theo nửa lượng nước trong hồ giống như một con nước lớn màu xanh ngược dòng, mà phóng lên, mang theo khí thế vạn quân, đập tới phía trước mặt Trọng Loan. Chương 297: Oan gia ngõ hẹp. Dịch giả độc hành suy ti ba ánh mắt trọng loan lóe lên, trong miệng quát khẽ một tiếng, cơ bắp trên hai tay căng ra, trường đao màu đen trong tay uy thế không giảm, trùng trùng điệp điệp bổ về trọng thủy chân luân phía dưới. Chỉ nghe oanh, một tiếng vang thật lớn. Trọng loan chỉ cảm thấy hai tay một hồi đau nhức, một cỗ ma lực không cách nào nói rõ trên thân đao chuyển đến, toàn bộ người tựa như bị cái gì đập mãnh liệt một cái, thân hình liền trì trệ lại. Theo đó đầm nước không ngừng tuôn ra từng trận lực lượng pháp tắc thủy thuộc tính, thẳng ép tới tay gã khuỷu tay gã nhịn không được co lại trong ngực, toàn bộ cơ thể muốn bị nện bay ra sau. Cảm nhận được khí tức đặc biệt truyền ra từ trọng thủy chân luân, thần sắc trọng Loan bỗng nhiên biến đổi, rõ ràng thân đang ở hạ phong nhưng gã chợt cất tiếng cười to. Ha ha ha, thật sự là tìm hoài mà chẳng thấy. Hàn Lập, không nghĩ tới vậy mà có thể tìm được ngươi ở chỗ này. Rất tốt, ta bớt phải tốn thời gian tìm đến cổ vân đại lục. Hắn quát một câu, sau đó trong đôi mắt đột nhiên sáng lên ánh sáng âm u, cả con mắt lập tức chuyển thành màu đen kịt gã đột nhiên há mồm phun một cái một đạo sợi tơ tối tăm từ trong miệng bắn ra thoáng cái chui vào trong hắc đao thân hắc đao kịch liệt rung động lắc lư trên trường đao sáng lên một tầng tinh quang màu đen sức nặng thân đao cũng trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần trọng loan hét to một tiếng trên khuôn mặt có từng sợi sương mù màu đen chậm rãi tràn ra hai tay cầm đao đột nhiên ép xuống thoáng cái bức lui trọng thủy chân luân trở về hàn lập lúc này sớm đã nhảy ra khỏi mặt nước vẫy tay thu trọng thủy chân luân về ngăn cản trước người một tay cầm kiếm đứng ở không trung rằng co với trọng loan phía xa hắn lạnh giọng hỏi người biết ta người với phương bản có quan hệ như thế nào hắn mặc dù không biết thân phận người trước mắt nhưng có thể hoàn mỹ phát huy ra uy lục chính thức của hắc đao lại có thể một tiếng nói rõ tên thật của hắn cũng không khó suy đoán ra gã là người có quan hệ với phương bản dù sao từ khi tiến vào tiên giới hắn một mực dùng tên giả người biết rõ tên hắn vốn không có bao nhiêu người mới đúng hôm nay ba người phương bàn năm đó tập kích hắn trước sau đã vẫn lạc thế nhưng người thần bí có thể điều khiển xiềng xích từ xa nguyên chủ nhân hắc đao trong tay phương bàn cùng với người làm chủ đứng sau sai khiến phương bàn chính là những người mà hắn cần đề phòng nhất người trước mắt này vô cùng có khả năng chính là nguyên chủ nhân của hắc đao chỉ là không biết gã cùng phương bàn cuối cùng có quan hệ như thế nào ta vốn cho là người giết chết tên sư đệ vô dụng kia ít nhất hẳn là một tu sĩ chân tiên hậu kỳ nhưng tư liệu thập phương lầu bên kia lại nói ngươi là một gã huyền tiên chân tiên cảnh sơ kỳ. Hôm nay vừa thấy ngươi, ngược lại thật có chút thủ đoạn. Trọng Loan không có lập tức tấn công, mà đứng xa xa nhìn Hàn Lập nói ra. Nguyên lai like ngươi là sư huynh phương bản, thật là thất kính. Như thế nào, hiện tại ngươi muốn báo thù cho hắn. Trong lòng Hàn Lập khẽ động, thần sắc không thay đổi nói. Tên phế vật kia chết thì cũng đã chết rồi, ta chẳng nhàn dỗi đi quản sự tình này. Bất quá hắn vì đối phó ngươi, không tiếc vốn gốc mượn ta chuôi hắc đế đầu tiên đao này, kết quả lại để cho tiểu tử nhà ngươi tự cho là thông minh bán tháo bán đổ cây đao này đi người nói ta thân là chủ nhân đao có phải hay không nên đi ra đòi lại lý lẽ ánh mắt trọng loan chớp động liên tục trong miệng không nhanh không chậm nói ra đao của các hạ đúng là một bảo vật hiếm thấy tại hạ vốn là muốn vật quy nguyên chủ lúc này mới gửi bán tại vô thường minh biết đâu có người nhận ra nó hôm nay xem ra thật không uổng phí một phen tâm tư các hạ không cần khách khí như thế tại hạ vốn là tiện tay mà thôi Hàn Lập mở chừng hai mắt, nhàn nhạt nói. Hàn Lập vừa dứt lời, quanh thân trọng loan sương mù màu đen tuôn trào ra, trong khoảnh khắc che giấu cả người của gã vào trong. Ngay sau đó, chỉ thấy một làn gió nhẹ quét qua, khói đen quanh quẩn phía trước bỗng nhiên buông lỏng ra, bên trong đúng là rỗng tuếch, không còn thứ gì khác. Thần thức Hàn Lập sớm đã bao phủ khu vực chung quanh. Trước một khắc sương mù tản ra, hắn vẫn cho là trọng loan ẩn thân bên trong sương mù màu đen trong nháy mắt tiếp theo hư không phía sau hắn bỗng nhiên có khói đen ngưng kết nhưng chưa kịp thành hình liền có một thanh trường đao màu đen từ trong đâm thẳng vào hậu tâm của hắn tâm niệm hàn lập vừa động trọng thủy chân luân bỗng nhiên bay tới chắn sau lưng của hắn bong một thanh âm vang lên mũi đao cắm vào chỗ hoa văn chạm chỗ trên trọng thủy chân luân cùng chân luân xung đột không ngừng phát ra trận trận âm thanh rợn người thân ảnh trọng loan từ trong sương mù màu đen chậm rãi hiển hiện khóe miệng gã hiện ra một nụ cười lạnh trên đao màu đen quanh quẩn từng sợi khói đen, ngưng kết thành từng đám cương châm màu đen nhỏ đến cực điểm, thuận theo mũi đao bắn ra, trực tiếp xuyên qua khe hở trọng thủy chân luân, đâm rách quần áo Hàn Lập, bắn về phía thân thể hắn. Nguy hiểm nghìn cân treo sợi tóc, quanh thân Hàn Lập lập tức kim quang mãnh liệt, từng miếng lân phiến màu vàng như đồng tiền lật lên tầng tầng lớp lớp, bao phủ toàn thân hắn vào trong. Chỉ nghe bang 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 thanh âm giòn vang liên tiếp. Những cương châm khói đen kia nhao nhao đánh vào kim lân trên người Hàn Lập, bị phản chấn vỡ vụn ra, một lần nữa biến thành sương mù màu đen. Hàn Lập Mãnh Liệt quay người lại, trường kiếm trong tay quét ngang qua, trên mũi kiếm ánh sáng màu xanh mãnh liệt, một kiếm liền chém thân thể Trọng Loan thành hai đoạn. Nhưng mà, Trọng Loan nhìn về phía hắn cười hắc hắc, hai đoạn thân thể cùng lúc hư hóa biến thành một đoàn khói mù. Trong lòng Hàn Lập dùng mình, trên thân độn quang xuất hiện, trong nháy mắt bay vút ra mấy ngàn trượng, cách xa đoàn khói đen kia. Hắn chưa kịp dừng thân hình, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng một hồi lạnh buốt phẳng phất như một độc xạ ướt lạnh trắng nõn dán trên lưng hắn. Hắn vội vàng kết pháp quyết, hào quang hộ thể sau lưng từ trong cơ thể tuôn ra, lập tức ép vật bám vào trên lưng hắn ra. Đó là một đoàn xương mù màu đen, ngưng mà không tản giống như cơ thể sống, mặt ngoài sinh ra từng đám vòi mềm mại hết sức nhỏ, dãy rụa điên cuồng, không ngừng vươn đến, tựa hồ muốn chui vào trong cơ thể của hắn. Một tay hàn lập thò ra, ngưng tụ thành một đại thủ ánh sáng màu xanh lượn lờ, khống chế đoàn khói đen ở giữa không trung, một phen tra xét rõ ràng, hắn hoảng sợ phát hiện vật kia vậy mà ẩn chứa một tia pháp tắc lực lượng hơi yếu. Do vật kia thực sự quá yếu ớt, nên hắn không phát hiện vật kia đến tột cùng là loại lực lượng pháp tắc thuộc tính nào, bất quá cũng may vừa rồi hắn không có tùy tiện triệt hồi kim lân hộ thể, mới tránh khỏi vật ấy xâm nhập vào trong cơ thể. Hàn Lập đang lúc kinh nghi, hư không chung quanh đoàn khói đen đột nhiên chấn động nhẹ nhẹ, từng sợi sương mù màu đen lăng không sinh ra thân thể trọng loan lần nữa quỷ dị từ trong hiện ra chẳng biết từ lúc nào lớp vải đen che mặt gã đã bị triệt hồi lộ ra khuôn mặt to cháy vàng gã há mồm phát ra một tiếng phốc nhỏ lập tức xuất hiện một sợi tơ đen âm u lập loài tinh quang bắn thẳng vào hàn lập tốc độ nhanh kinh người trường kiếm trong tay hàn lập lập tức chém lên sợi tơ màu đen sợi tơ màu đen vừa chạm vào thanh quang liền đứt trực tiếp hóa thành một mảnh tinh mang màu đen tiêu tán ra hàn lập thấy một màn này không khỏi nhíu mày, mũi chân hắn liền dẫm mạnh vào hư không, thân hình bạo lui. Kết quả hắn vừa mới thối lui, vị trí vừa rồi, của hắn liền có một sợi tơ đen một lần nữa ngưng tụ lại đâm xuyên qua. Quả nhiên là giống như chiêu số lúc trước, bị sụp đổ rồi vẫn sẽ tập hợp lại. Trong lòng hàn lập thầm nghĩ, nhưng mà, hắn vừa dứt lời, dị biến lại lần nữa phát sinh trước người hắn. Sợi tơ màu đen vừa ngưng tụ, vậy mà lại liên kết mỏng manh với trường kiếm màu xanh trong tay hắn. Một vầng hào quang lóe lên, sợi tơ bất chợt chạy dọc theo thân kiếm thoáng cái đã đâm vào bàn tay hắn hàn lập chỉ cảm thấy lòng bàn tay hơi tê dần tâm thần lập tức chăm chú kiểm tra nội thể nhưng mà ngoại trừ cảm giác bên ngoài lòng bàn tay cũng không cảm nhận được dị trạng khác nhưng càng như vậy hắn lại càng cảm thấy có chút bất an đúng lúc này thần thức của hắn lại phát giác có mấy đạo khí tức đang chạy tới bên này bất quá lại không cách nào phân biệt rõ là người của thánh khôi môn hay là thập phương lâu lông mày hàn lập nhíu chặt suy nghĩ một chút, khẽ vẫy tay, thu lại trường kiếm xanh lẫn trọng thủy chân luân. Mặc kệ người đến là thập phương lâu hay là thánh khôi môn, hắn tính toán sớm phải rời khỏi nơi này. Thủ đoạn tên đại hán mặt cháy vàng này thập phần quỷ dị, tựa hồ có thể vận dụng một loại lực lượng pháp tắc sương mù, mà hắn ở chỗ này như bị bó tay bó chân không cách nào thi triển toàn lực, thực sự quá chịu thiệt. Ngay sau đó, hai tay hắn kết pháp quyết, điện quang liền lập lòe trên đầu ngón tay. Đạo đạo ngân sắc hồ quang điện xẹt ra, ngưng tụ thành một pháp trận điện hồ thật lớn bao phủ toàn bộ người hắn chỉ nghe một tiếng sét vang lên mấy đạo ngân sắc hồ quang điện thô to như thùng nước nổi lên từ trong lôi trận ánh chớp lóe lên thân ảnh hàn lập bên trong lôi trận trong nháy mắt biến mất chỉ để lại trong không khí thoang thoảng mùi cháy khét hắc hắc có chút ý tứ vậy thì chơi với người một hồi khóe miệng trọng loan nhếch lên một nụ cười mở miệng nói dứt lời thân ảnh gã lần nữa được phủ trong một mảnh sương mù màu đen tiêu tán đi Bên kia, trên quảng trường chủ đảo vẫn đang tiếp tục huyên náo, bất quá động tĩnh so với trước đó nhỏ hơn không ít. Phía Thánh Khôi môn tất cả khối lỗi đã gần như tổn hại hết, không cách nào tiếp tục tham chiến, mà đám đệ tử sống sót còn lại cũng đã tử thương hơn phân nửa, lực lượng bị bao vây ban đầu vốn cực lớn, hiện tại đã co lại nhỏ đi rất nhiều. Điều làm cho người có chút động dung chính là, những tu sĩ Thánh Khôi môn này tuy rằng trên thân ai cũng bị thương, trên mặt mang sẹo, lại không có người nào đầu hàng nhận thua, hay là bỏ chạy trong mắt của tất cả mọi người đều hiện ra một tia kiên quyết bởi vì bọn hắn vốn là lực lượng tử trung lưu lại sống chết cùng tông môn còn lực lượng nòng cốt của tông môn đã được rút lui về sau ngoài ra bởi vì tất cả mọi người bọn hắn đều có thân quyến hậu nhân lưu lại trong nhóm người đang rút lui kia chỉ cần những người đó có thể an toàn bọn họ tự nhiên cũng không cố kỵ gì nhưng ngược lại đám tu sĩ do thập phương lâu chiều mộ đến cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi vốn là từ bên ngoài tấn công vào cứ địa chiến đấu quyết liệt đã làm lực lượng phe này tổn thất quá nửa, trong đó còn thêm không ít người đã sớm rời đi như là lãnh diễm lão tổ. Vì vậy lúc này ngoài sân rộng, vòng vây cũng không có quá nhiều người, chỉ có top 5 top 3 phân tán ở bên trong đám thanh giáp đậu binh dày đặc. Chiến đấu đã tới thời điểm này, tiết tấu chém giết của cả hai bên đều chậm lại. Trong nhóm người do thập phương lâu triệu tập đến chém giết lần này, có thể sống đến thời khắc này tự nhiên đều không phải kẻ ngốc. Toàn bộ bọn chúng đều hiểu, con thỏ trước khi chết sẽ có phản kích cuối cùng hung mãnh nhất. Lúc này nếu dồn ép càng chặt, ngược lại sẽ tổn thất càng lớn. Không bằng rằng có một hồi, tiêu diệt dần đám người cuối cùng của thánh khôi môn còn sót lại, sau đó mới nhẹ nhõm thu lợi. Bởi vậy, đám đậu binh của nam tử mặt Sẹo đã thành lực lượng chủ yếu đuổi giết tu sĩ thánh khôi môn, còn sót lại. Chúng dẫn đầu tạo thành vòng bao vây đầu tiên. chương 298, xu thế suy sụp. Dịch giả, Kubi Biên, nhóm dịch phàm nhân tông bên trong một nhóm tu sĩ thánh khôi môn. Bạch Tố Viện lúc này y phục đều đã bị tiên huyết nhuộm đen hoàn toàn, quần áo ẩm ướt dán sát vào thân thể, khiến cho nàng càng lộ ra vẻ là lướt hấp dẫn. Ngay cả trên vành tay trắng tuyết, như chân châu cũng dính một vết máu đỏ như mã não vậy tuy nhiên, phần lớn những vết máu trên người nàng đều là của tu sĩ thập phương lâu, một phần không ít là máu của tu sĩ thánh khôi môn bắn vào. Chỉ có vết thương trên cánh tay phải là do một tên tu sĩ thập phương lâu, nham hiểm đánh lén gây ra. Một kích này vốn là đâm vào ngực của nàng nhưng trong thế ngàn cân treo sợi tóc, nhờ có tấm bùa đào mà bạch Phụ nghĩa tặng cho phát huy hiệu dụng nên nàng mới chỉ bị thương một cánh tay còn tính mạng được bảo vệ nàng lùi vào trong đám đông phục dựng viên đan dược khôi phục pháp lực cuối cùng lặng lẽ hấp thụ dược lực trong lòng bắt đầu nổi lên nỗi sợ hãi và bất an chưa từng có trước đây bất luận là khi bị thiên ma phụ thân lão tổ bạch tùng thạch truy sát hay là trải qua chém giết trong khi tu hành đều là chiến đấu ở quy mô và phạm vi rất nhỏ so với cảnh tượng cối xanh nghiền thịt như dưới địa ngục hiện tại thì quả thực quá dễ dàng thoải mái Nàng là người có tư chất tuyệt hảo, từ nhỏ đã trải qua đại biến của gia tộc, bản tính vốn cũng không phải là tiểu nữ thích làm dáng, trong thời điểm chiến đấu đẫm máu càng kích phát ra tính cách lạnh lùng, quả cảm của nàng. Sau khi trải qua chém giết liên tục, ngược lại khiến cho tu vi của nàng vốn đang bị kẹt trong bình cảnh có một tia buông lỏng. Bạch Tố Viện tin tưởng nếu như lần này có thể vượt qua bình an, thì khi về chỉ cần bế quan hơn 10 năm, nàng nhất định có thể thuận lợi đột phá cảnh giới. Nhưng mà, lần này sao có thể bình an vượt qua đây? trong đôi mắt đẹp của nàng hiện lên một tia lo lắng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ở vạn trượng trên trời cao, trong mây đen khắp bầu trời, có một lỗ hồng cực lớn rộng chừng trăm trượng, thông suốt lên mấy ngàn dặm, áp lực trải rộng khắp khung trời. Trong lỗ hổng, kiếm khí cuồn cuộn như vạn con rồng quấn quýt, khuấy động thiên địa nguyên khí trở nên hỗn loạn bất kham, không ngừng lôi kéo, xé rách hư không, phát ra trận trận tiếng sấm vang đinh tai nhức óc. Xuyên thấu qua lỗ hổng, có thể thấy hư ảnh của một đóa hoa tuyết liên lớn hút tầm mắt đang xoay chậm chậm từng cánh sen xòe ra, trên bề mặt đều có lấm tấm hoa quang màu trắng ngưng tụ, rực rỡ như ngôi sao, truyền ra trận trận rung động kinh người. Một đạo kiếm ảnh lớn vô cùng đang đè lên giữa vầng bạch quang như sao này, không ngừng phát ra tiếng leng keng nhưng thủy chung không có cách nào ép xuống được, càng không cách nào phá vỡ được đóa hoa tuyết lên kia. Hai bên cứ rằng coi như vậy. Vân nghe giống như cành của bông hoa sen vậy, đứng cao vút chính giữa hoa ảnh, tay kết pháp quyết, miệng không ngừng truyền ra tiếng hát nhẹ nhẹ khiến người ta say mê. Trong đôi mắt nàng hiện lên màu hồng nhạt, cả người như được bao phủ trong một lớp hoa ảnh mơ hồ dưới ánh nắng ban mai, đẹp đến mức làm cho ai gặp cũng liền ái mộ, cũng liền quên thân. Theo tiếng hát nhẹ nhẹ của nàng không ngừng vang lên, vô số thiếu nữ chân trần không ngừng từ trong nhụy hoa bay vút ra, chân nhún lên cánh hoa tuyết liên bay vút lên trời. Toàn bộ trên tầng mây, trong ánh sáng mông lung hiện ra một bức tranh cuộn cực lớn, ở giữa có mấy trăm nữ tử chân trần, éo quấn lụa màu, nhảy múa giữa trời có nàng như khổng tước xòe đuôi có nàng như thải phượng ngoái đầu có nàng ôm ngược tì bà có nàng vạt váy tung bay đẹp không sao tả xiết nếu người phàm tục thấy cảnh này cho dù chỉ liếc mắt một cái thì thần hồn lập tức ly thể bay vào bên trong bức họa trở thành chất dinh dưỡng cho những cô gái đang bay trên trời này cho dù là người tu hành nếu như đứng gần quá chỉ cần tâm niệm bất định đạo pháp không sâu kết cục cũng không khác người phàm tục tối đa chỉ chịu được trong nhất thời nửa khắc rốt cục khó tránh khỏi cảnh hồn phi phách tán ngay phía trước bức họa trục trên cao không lục cơ vẫn một người một kiếm đứng lơ lửng trên không quần áo trên người gã phẳng phiu không tì vết cho dù ở giữa trời cao gió lớn thổi vù vù cũng không có một chút nhỏ nhĩ uốn nếp nào cả người của gã thoạt nhìn không giống là người mà như một thanh kiếm tinh xảo lại vô cùng sắc bén không có bất kỳ cơn gió nào trên thế gian có thể thổi cho người gã rung lên nửa điểm hai mắt của gã căn bản không nhìn vào bức họa trên bầu trời mà nhìn một mực gắt gao nhìn chằm chằm vào vân nghê trong hư ảnh đoá tuyết liên trong mắt trái của gã đã nổi lên một lớp phần hồng nhàn nhạt, nhạt còn trong mắt phải vẫn trong suốt như lúc ban đầu không có biến hóa gì trên hải vực cách mấy ngàn dặm có một thanh cửu tinh kim kiếm dài quá ngàn trượng lấp lánh hào quang rực rỡ ở giữa trời cao đang chém thẳng xuống tên nam tử mặt sẹo trên mặt biển kim kiếm lướt qua trên không chấn động trong tầng tầng kiếm ảnh màu vàng hiện ra từng điểm quang điểm trắng lóa phẳng phất như bầu trời sao màu vàng trói mắt, chiếu sáng óng ánh khắp nơi. Chính là hai gã chân tiên, lại ngăn chặn ta được lâu như vậy, cũng đủ để các ngươi có thể đi khoe khoang rồi. Chỉ là các ngươi sẽ không có cơ hội này. Quần áo trên người nam tử mặt sẹo bị rách nát, nhưng khóe mắt hơi lộ ra vẻ châm trọng, mỉa mai, gã nói. Dứt lời, chỉ thấy y khoa bàn tay lên, trong lòng bàn tay hiện ra một lá cờ đen rộng thùng thình cao tới hơn một trượng. Trên mặt lá cờ có nhiều vết rách, ở giữa có một vòng xoáy văn lộ được theo bằng sợi tơ vàng kim bốn phía có phù văn cổ xưa trải rộng từ đó truyền ra trận trận khí thức mạnh mẽ khiến người kinh dị hai tay gã nắm chặt cột cờ sau một hồi ngâm tụng gã bỗng nhiên vung cờ lên vù 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 mặt lá cờ đen rộng lớn lúc này như là mặt biển ngoài khơi đang kịch liệt cuồn cuộn sóng bay phần phật phù văn theo trên đó bay ra phóng ra ánh sáng màu vàng trói mắt che lấp không gian nửa vùng trời cùng lúc đó vòng xoáy màu vàng kim trên mặt cờ như sống lại một vòng lại một vòng xoay tròn kịch liệt bay thẳng ra khỏi mặt cờ cuốn lên một cơn sóng gió cùng bạo ở giữa không trung hư ảnh trời sao cuốn trên kim kiếm vừa mới tới gần những vòng xoáy này liền lập tức phải chịu từng cỗ lực hấp dẫn cực kỳ mạnh mẽ từng mảng lớn bị vòng xoáy thôn phệ vào bầu trời sao không ngừng tiêu giảm uy thế của cửu tinh kim kiếm tản mát ra càng trở nên yếu dần lúc nó chém vào lá cờ đen thân kiếm đã bị thu nhỏ lại còn không đến trăm trượng chỉ khiến cho mặt cờ chấn động một hồi rồi bị phản chấn mà bay về Lân Cửu giơ tay lên đón lấy thanh kiếm lớn màu vàng kim bay ngược về. Thân hình gã không khỏi lảo đảo một cái, cảm giác tiên linh lực trên người thực sự tiêu hao quá lớn, lúc này sử dụng kiếm đã có chút khó khăn. Thế nào rồi? Gã nghiêng người, quay về phía sau hỏi. Gần như bình thường rồi. Trước tiên, ngươi khôi phục một chút đi. Sắc mặt Bạch Phụ Nghĩa có chút trắng bệch, nàng đứng dậy, mở miệng nói. Lúc mới vừa rồi nàng cùng Lân Cửu liên thủ công kích nam tử mặt sẹo, Đối phương cố ý lộ ra sơ hở để nàng tiến lên công kích. Kết quả, nàng bị đối phương lấy pháp bảo kim hoàn đánh trúng vai trái. Tuy có bảo vật hộ thể, chưa bị thương bên trong nhưng tiên linh lực quanh thân nhất thời tan rã, trong lúc nhất thời không có cách nào điều động được. May mà Lân Cửu kịp thời bảo vệ nàng, mới để cho nàng có cơ hội tạm nghỉ, có thể dùng đan dược khôi phục thương thế. Lúc này, ống tay áo trên bả vai trái của nàng đã rách hoàn toàn, làm cho vạt áo chỗ ngực hở ra rất nhiều lộ ra một mảng da thịt óng ánh mềm mại trắng nõn như tuyết ở phía trước ngực có thể thấy phía dưới tấm áo yếm màu thủy lam là lớp lớp lụa gấm màu trắng quấn quanh khiến tòa núi đôi vốn rất hùng vĩ của nàng bị cứng rắn đè xuống vài phần nàng thay đổi vị trí với lân cửu đi tới phía trước đối diện với nam tử mặt sẹo lân cửu lấy ra hai viên đan dược cho vào trong miệng bắt đầu dùng toàn lực hấp thu dược lực trong đó nam tử mặt sẹo hử lạnh một tiếng đang muốn bay người lên trước bỗng thần sắc trong mắt chợt biến đổi y quay đầu nhìn về phía chủ đảo thánh khôi môn. Sau khi hơi trầm ngâm một chút, y phát tay thu lá cờ màu đen vào, độn quang trên người sáng lên, thân hình từ từ biến mất tại chỗ, trong nháy mắt bay đi thật xa. Không tốt. Bạch Phụ Nghĩa thấy thế, quay đầu nhìn lại lân cửu nói một tiếng, rồi vội vàng đuổi theo. Nếu như bên này nàng không dây dưa kéo dài được với tên này, khiến cho y có cơ hội tới chỗ nam tử đeo kiếm để liên thủ thì sư tôn vân nghê, ở bên kia liền gặp nguy hiểm. Nhưng mà lấy độn tốc của tu vi chân tiên sao có thể đuổi kịp một gã kim tiên. Nam tử mặt sẹo thoáng một cái đã nhảy tới bên cạnh tên nam tử đeo kiếm. Mắt nhìn thấy dị cảnh trên bầu trời phía trước, trong mắt nam tử mặt sẹo lóe lên một tia cảnh giác. Y lại nhìn thấy cảnh tượng cổ quái trong mắt tên nam tử đeo kiếm, thì miệng phát ra một tiếng mắng trầm thấp kỳ dị. "Thôi." Âm thanh mắng trầm thấp giống như từ trong chỗ sâu trong cổ họng truyền ra, tột cùng trầm thấp lại vô cùng xuyên thấu. Tên nam tử đeo kiếm nghe được tiếng này, màu phấn hồng trong mắt trái lập tức lóe lên, rồi như thủy triều lại biến mất, hai mắt gã đồng thời trở nên trong sáng. Chỉ thấy gã bước tới một bước, trường kiếm trong tay chợt lướt, ngón tay của tay kia nhập lại xẹt qua trên thân kiếm, nhất thời trên trường kiếm tuôn ra từng luồng kiếm khí trắng như tuyết. Chúng hóa thành từng con du long quấn quanh thân kiếm, không ngừng vận động. Một chiêu này nhìn như là đột nhiên, kỳ thực đã áp xúc từ lâu. Vừa rồi gã vốn tiến lên công kích, chỉ là ở thời điểm then chốt phát động công kích, thì vô ý bị trúng bí thuật của Vân Nghê, nên chậm chạp không thể đánh ra, một mực bị áp xúc cho tới bây giờ. Nhưng cũng chính bởi vì được áp chế trong thời gian quá dài, lúc này trên thân kiếm xúc thế càng thêm hung mãnh. Từng tiếng rồng ngâm truyền đến, chỉ thấy một đạo kiếm khí trắng như tuyết dài chừng ngàn trượng, xé rách hư không, từ trên trời cao chém xuống, du long màu trắng quấn quanh thân kiếm bỗng phóng lớn hơn gấp trăm lần, ao ao dãy dụ chuyển đánh về phía Vân Nghê. Trên chín tầng trời, phong vân bạo loạn, cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn, mấy nghìn con du long như ẩn như hiện ở giữa, thanh thế lớn đến tột cùng. Vân nghề ở trong đóa tuyết liên quan sát hết thảy mọi thứ, sắc mặt dù chưa thay đổi nhưng trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Nếu như tu sĩ Kim Tiên bình thường, bị mình dùng Huyễn Nữ Phi Thiên Đồ làm hao mòn thần hồn như thế thì tâm thần sớm đã không giữ được, cho dù không bị chính nàng thao túng cũng sẽ trở thành con rối không thể hành động được, căn bản sẽ không có sức tái chiến. Nhưng tâm tính tên nam tử đeo kiếm kia lại thật cứng cỏi, thực sự hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của nàng. Mới vừa rồi mặc dù nhìn như chúng bí thuật của nàng, nhưng ngay từ đầu y kịp đã phong bế sáu giác quan, bảo vệ tâm thần của mình. Cho dù không có nam tử mặt sẹo lên tiếng cắt đứt, nàng muốn nhờ vào đó, miễn cưỡng đem giam cầm y lại thì cũng cần ít nhất nửa khắc thời gian. Hành động này nếu thành công, nàng chính là sẽ có thể rảnh tay trước tiên đẩy lùi nam tử mặt sẹo, liền có thể hóa giải tình thế nguy hiểm nơi đây. Hiện tại rồi lại, chương 299, động thoáng một cái thử xem dịch giả, độc hành mắt thấy kiếm quang du long trùng trùng điệp điệp ảo đến, bờ môi vân nghe khẽ nhúc nhích, trong miệng phát ra một trận tiếng ngâm sướng nhẹ, đôi mắt màu phấn hồng dần dần chuyển thành màu vàng nhạt, tiếp theo khí tức toàn thân cũng chuyển biến long trời lở đất. Bên trong bức họa quyển to lớn trên không trung, màu quần áo trên người gần một nghìn nữ tử chân trần dần dần hư hóa mông lung, biến thành một thân giáp màu vàng, trước kia trong tay các nàng cầm các loại nhạc khí tỳ bà, cầm sắt, giờ đều biến thành các loại pháp khí trấn yêu bình, hàng ma sử nguyên bản tạ âm chuyển động ra làm cho người say mê, giờ chuyển hóa thành phản âm đầy trời. Trong khoảnh khắc, kim quang trên toàn bộ họa quyển sán lạ, làm cho người ta cảm thấy một loại bảo tướng trang nghiêm đường đường chi khí. Pháp nữ tường thiên, trận giết vạn linh. Trong mắt vân nghe kim quang nồng đậm, miệng lớn tiếng quát. Câu kia vừa dứt, toàn bộ kim giáp pháp nữ phía trên họa quyển to lớn bay múa thoát ly khỏi họa quyển, lơ lửng trên không trung, kết thành một tòa pháp trận to lớn kim quang tràn đầy phía trên pháp trận ngưng tụ ra một pháp tướng thiên nữ cao tới ngàn trượng, khuôn mặt có bảy phần tương tự vân nghê, chẳng qua là bớt chút vũ mị. Nàng mặc áo giáp vàng, tay cầm một thanh pháp kiếm màu vàng được ngưng thực, chả một kích về hướng kiếm quang du long của nam tử. Phần phật một tiếng, kim quang, vân khí đầy trời, dưới sự dẫn động của pháp kiếm màu vàng nhao nhao cuồn cuộn tới, cùng kiếm quang tuyết trắng ầm ầm đụng vào nhau. Trên không trung tiếng nổ vang không ngừng, kim quang nổ tung đầy trời, làm mây đen nguyên bản đen kịt đều nhuộm thành màu vàng nhạt, từng trận cuồng phong cuốn ra bốn phía du long tuyết trắng rít gào trên quảng trường chủ đảo hầu như tất cả mọi người bị một màn thanh thế to lớn này làm cho kinh hãi nhao nhao dừng tay lại không hẹn mà cùng ngửa đầu nhìn lên trời sau một lát rằng co một mảnh dài hẹp du long tuyết trắng vẫn phá tan kim quang tràn vào bên trong pháp tướng màu vàng ầm ầm một trận thanh âm như tiếng sấm liên tục vang lên trung tâm pháp tướng màu vàng lập tức phân liệt ra cùng tuyết trắng du long đồng thời nứt toát nổ thành một mảnh hào quang nhỏ vụ như ánh sao. Chỉ nghe một đạo thanh âm xoẹt như là tơ lụa bị đứt vang lên. Trên bầu trời đạo đạo họa quyển to lớn kia lập tức từ trung tâm vỡ ra, bên trong kim quang chớp động kịch liệt, cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành hai đoạn họa trục bay xuống phía dưới. Vân Nghe cảm thấy trong ngực khó chịu, cố nén ngụm máu tươi đã tràn tới cổ họng, thu họa trục đã bị đứt gãy về. Lúc này Bạch Phụng Nghĩa cũng đã chạy tới bên cạnh nàng, vội vàng hỏi thăm, sư tôn, người có bị thương không? Không có gì đáng ngại vân nghe cười khổ một tiếng khoát tay áo nói bạch phụng nghĩa nhìn vào mắt nàng trên mặt hiện ra thần sắc ảm đạm trong nội tâm thở dài nàng biết rõ sư tôn đã tận lực thánh khôi môn thật giữ không được bất quá đến giờ phút này ngược lại trong nội tâm nàng buông lỏng thoải mái trên mặt lộ ra một vẻ vui vẻ động lòng người mở miệng nói ra sư tôn người nhanh mang tố viện ly khai đi đồ nhi kiếp này có được sư tôn như người thật sống không uổng phí rồi thần sắc vân nghe ảm đạm, há hốc mồm, cuối cùng nói không nên lời, đành phải cùng nàng bay xuống quảng trường. Trên không trung, nam tử đeo kiếm thấy thế, thần sắc hơi buông lỏng, quay người lại nói với nam tử mặt sẹo. Đa, tạ, lục cơ đạo hữu, tên trọng loan kia không biết đang dở trò quỷ gì, đột nhiên rời chủ đảo, đã ra khỏi phạm vi cảm giác thần thức của ta. Nam tử mặt sẹo khoát tay áo, lời nói xoay chuyển. Hắn là người ngươi mời đến, không đến mức đột nhiên này lòng tham cướp đi bộ tiên khôi lỗi hoàn chỉnh a à. lục cơ thần sắc hơi đổi ánh mắt nhìn thẳng y mở miệng hỏi hẳn là không phải nhất mạch sư thừa của hắn từ trước đến nay không có hứng thú với khôi lỗi chi thuật có thể là có sự tình khác tóm lại về sau ta sẽ tự liên hệ hắn lấy bộ tiên khôi lỗi kia về lại cho ngươi nam tử mặt sẹo nói ra tốt nhất là như vậy trước mắt cần giải quyết triệt để đám thánh khôi môn này a à. lục cơ lãnh đạm nói ra hai người vân nghe vừa mới đáp xuống quảng trường đám người vô thường minh còn lại liền xông tới lần tam đạo hữu tuy nói ngươi là thủ lĩnh lãnh đội nhiệm vụ lần này chuyện cho tới bây giờ nếu như ngươi còn muốn dùng hai chữ nhiệm vụ đè ép chúng ta mạnh mẽ lưu chúng ta ở chỗ này để chôn cùng như vậy đừng trách chúng ta lâm trận kháng mệnh a à. một người trong đó lập tức nói hắn không dùng bí thuật truyền âm mà lớn tiếng nói to lên dẫn tới mọi người chung quanh nhìn lại bên này chúng ta chiến đấu cho đến lúc này cũng coi như tận tình tận nghĩa rồi Đúng vậy a, à, việc này mặc dù tổ chức giám sát trong minh báo lên, chúng ta cũng có lý lẽ để nói đấy. Đám người vô thường minh còn lại thấy thế, cũng lập tức lên tiếng phụ họa theo. Vân Nghê nhìn thoáng qua Bạch Phụng Nghĩa, bên cạnh là Bạch Tố Viện, sau đó lại đảo qua từng người trong vô thường minh, mở miệng nói ra, "Nhiệm vụ lần này đã hoàn tất, hiện tại các ngươi có thể tự động rời đi." Dứt lời, nàng lấy ra từng nhẫn chữ vật, phân phát cho mọi người. Những người này sau một phen dò xét thù lao bên trong, mắt từng người lộ ra vẻ kinh hãi. Tiếp theo ngoại trừ Bạch Tố Viện cùng Lân Cửu, cả đám nhao nhao hóa thành đạo đạo độn quang rời đi đám người thập phương lâu, cùng thanh giáp đậu binh, chẳng biết tại sao cũng không ra tay chặn đường. Trên quảng trường, rất nhanh chỉ còn lại mấy người Vân Nghê, cùng đám tàn binh bại tướng Thánh Khôi Môn. Ánh mắt Lân Cửu nhìn Vân Nghê cùng Bạch Tố Viện, dao động một lát, lộ ra mấy phần trần chờ. Ngươi cũng đi thôi. Vân Nghê thở dài một tiếng, nói với gã. Lân Cửu sau một lát trầm mặc, liền hướng nàng ôm quyền, sau đó hóa thành một đạo hồng quang, lướt gấp đi, trong một hải vực trống trải ở lôi bạo hải dương, cách mấy vạn dặm chủ đảo thánh khôi môn, chân trời đột nhiên sấm sét thiểm điện, bạch quang đột khởi, lập tức tiếng lôi minh vang lớn, một cột sáng lôi điện to như vạc nước từ trên trời giáng xuống, đột nhiên đánh vào phía dưới mặt biển, làm cho nước biển kịch liệt bốc lên, sóng lớn dũng động, bay lên mảng lớn hơi nước trắng xóa. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh từ trong lôi quang hiện ra, lăng không đứng trên mặt nước, Người này thân hình cao lớn, trên mặt trùm một trương mặt nạ đầu trâu màu xanh, chính là Hàn Lập. Chỉ thấy trong đôi mắt hắn hào quang lóe lên, thần thức đột nhiên buông ra, bao phủ phạm vi vạn dặm hải vực chung quanh. Sau một lát, trong mắt hắn hiện lên một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ ta đoán sai rồi, hắn vậy mà không thể đuổi theo. Không đúng. Hàn Lập thì thào tự nói vài câu, tiếp theo lông mày có chút nhăn lại, nhìn lại một chỗ phía trước. Chỉ thấy mặt biển ngoài trăm dặm phía trước, hư không nổi lên từng trận rung động, tiếp theo một đoàn xương mù màu. Đen lăng không sinh ra, lượn vòng lên, thân ảnh trọng loan từ đó dần dần ngưng tụ ra. Hàn lập thấy thế, khoái miệng nhách lên một chút, hai tay vừa bấm pháp quyết, bốn phía hào quang lôi điện tái khởi, thân hình biến mất tại trung tâm lôi trận. Trọng loan thấy thế, trong mắt hiện lên một tia trào phúng vui vẻ, thân hình cũng lần nữa hư hóa, từ chỗ này biến mất không thấy gì nữa. Trên quảng trường thánh khôi môn còn sót lại chưa đủ nghìn người, hầu như từng người đều mang theo thương thế, trên mặt tràn đầy vẻ buồn bã, trong mắt đã không còn bao nhiêu khát vọng. Trong lòng bọn họ, đã chuẩn bị tốt tinh thần chìm cùng một chỗ vào đáy biển với chủ đảo rồi. Sư tôn, các người cũng đi thôi. Bạch Phụng Nghĩa nhìn thoáng qua Bạch Tố Viện, mở miệng nói ra. Lão Tổ, khoái mắt Bạch Tố Viện lập lòe lên, lóng lánh nước mắt, thì thào kêu lên. Đi theo sư tôn hảo hảo tu hành, tu vi cảnh giới chưa đến không nên nghĩ đến chuyện báo thù. Bạch Phụng Nghĩa thở dài một tiếng, gỡ vòng tay chữ vật trên trên cánh tay xuống đeo vào trên tay nàng dặn dò tố viện ghi nhớ lời lão tổ dạy bảo bạch tố viện trầm mặc một lát sau đó nhẹ gật đầu nói ra ngươi thật không chịu đi cùng với chúng ta nếu chỉ mang theo hai người các ngươi ta liều mạng hao tổn vạn năm tu vi bọn hắn nhất định ngăn không được ta lông mày vân nghe nhíu chặt truyền âm cho bạch phụng nghĩa bạch phụng nghĩa nhìn nàng cười cười nhẹ lắc đầu không nói gì vân nghe thấy tâm ý nàng đã quyết cũng không cưỡng cầu tay nắm bạch tố viện, trên người độn quang sáng ngời, liền muốn phi độn rời đi. Người khác có thể đi, ngươi thì không thể đi. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói hét to vang lên. Ánh mắt vân nghê lẫm liệt, theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy tên nam tử đeo kiếm cùng nam tử mặt sẹo, từ phía sau tu sĩ thập phương lầu đi tới, những nơi đi qua đám người tự động tách ra, nhường lại một cái thông đạo rộng rãi. Như thế nào, chỉ bằng ngươi cũng muốn lưu lại thiếp thân. Vân nghe cười lạnh một tiếng, nhìn về phía nam tử đeo kiếm, có chút châm chọc nói. Nam tử đeo kiếm nghe vậy, thần sắc trong mắt không chút biến hóa, bình tĩnh nói ra, nhìn ra được, ngươi cùng thánh khôi môn quan hệ không phải là nông cạn, một khi thả ngươi rời đi, ngày sau tất thành hậu hoạn. Nam tử mặt sẹo nguyên bản, cũng không muốn tiến hành cuộc chiến sinh tử với một gã kim tiên, nhưng sau khi nghe lục cơ, tâm niệm khẽ động, cũng lập tức quyết định phải đánh chết vân nghê tại đây. Hắn tuy rằng minh bạch, cho dù hai người bọn họ liên thủ, muốn chính thức giết chết một gã kim tiên cũng không hề dễ dàng, nhưng hắn càng không muốn ngày sau, từng giây từng phút phải lo lắng cảnh giác một gã Kim Tiên trả thù. Thực tế là vị Kim Tiên này, thực lực cũng không tầm thường. Nguyên lai like là tính mạng thiếp thân đều mơ tưởng lưu lại, xem ra thật sự là có tình căn thâm chủng với thiếp thân rồi. Ha ha, đáng tiếc nha, thiếp thân sớm đã có ý trung nhân, hôm nay nhất định phải rời đi. Vân Nghê huyễn hóa ra khuôn mặt vũ mị cười một tiếng, đưa tay khẽ vuốt tóc xanh ở thái dương lên, lập tức triển lộ ra vẻ phong tình vạn chủng nguyên một đám tu sĩ thập phương lâu đứng hỗn tạp trong đám thanh giáp đậu binh, cả đám thần sắc hoảng hốt, trên mặt lộ vẻ si mê. Ha! Lúc này, vẫn không quên sử dụng mị hoặc chi thuật. Trong miệng nam tử mặt sẹo hét to một tiếng. Một tiếng quát này tuy âm cũng không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào trong tai tu sĩ thập phương lầu, lại để cho mọi người nhao nhao giật mình. Một cái, lập tức thanh tỉnh lại, liền không dám nhìn về phía vân nghe nữa, trong nội tâm nghĩ mà sợ không thôi. Nếu không phải nam tử mặt sẹo kia quát một tiếng kinh động thần hồn nhắc nhở, bọn hắn chỉ sợ trong lặng yên không một tiếng động bị nữ tử kia khống chế, trở thành khôi lỗi bị nàng điều khiển rồi. Không cách nào khác, chỉ trách các ngươi nhân số quá nhiều, thiếp thân cũng chỉ là nhờ biện pháp này để mượn nhân thủ từ chỗ các ngươi thôi." Vân Nghê khẽ cười một tiếng, mở miệng nói ra. Nàng mặt ngoài thoạt nhìn nhẹ nhõm, nhưng trong lòng đã tính toán, muốn kích phát bí thuật kia cực kỳ tổn hại tu vi. Sư tôn, chúng ta sẽ cuốn lấy bọn hắn, các người cứ việc rời đi. Ánh mắt Bạch Phụng Nghĩa ngưng lại, mở miệng nói ra. Ha ha, chỉ bằng đám tàn binh bại tướng các ngươi, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Nam tử mặt sẹo giống như là nghe được chuyện cười, xuồng xã cười to nói. Không chờ Bạch Phụng Nghĩa nói cái gì, chợt nghe phía trên trời xanh, bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm cực kỳ vang dội. Ngươi cứ thử thoáng động vào các nàng một cái xem. Chương 300, không rõ dịch giả, độc hành âm thanh này truyền đến từ chỗ cực xa phía trên bầu trời, dư âm vang vọng không ngừng truyền đến. Nam tử mặt sẹo cùng lục cơ nghe vậy liền chậm lại, không động thủ nữa. Đám người chính giữa cảm thấy kinh dị, liền thấy trên không trung mây đen quay cuồng, một đạo ngân quang, như sao chổi kéo theo một đuôi lửa màu bạc thật dài từ đằng xa phá không bay tới. Vân nghe thấy thế, trong mắt chợt lóe sáng, nhưng trong lòng hiện ra một cảm giác khó nói nên lời. Bạch Phụng Nghĩa đầu tiên cảm thấy chưa rõ ràng, tiếp theo trong mắt quang mang lóe lên, lộ ra một vòng thần sắc ngoài ý muốn. Bên trong mây đen, ngân quang chợt hiện, một cái hồ lô màu bạc to cỡ bảy tám trượng nổi lên, phía trên linh văn và quang ngân tràn đầy, nhìn cực kỳ bất phàm. Phần eo hồ lô quấn lấy một đầu dây thừng màu đỏ, ở giữa kết lại, hai đầu dây thừng rủ xuống thật dài, theo gió phiêu lãng. Một lão đạo gần 50 tuổi, một thân một mình đứng trên hồ lô đón gió, trên thân lão là một bộ đạo bào xanh nhạt mới tinh, đón gió bay phất phới, một thân sung mãn tràn đầy khí phách, nhìn ngược lại cùng nam tử đeo kiếm kia có chút tương tự. Giờ phút này nếu Hàn Lập có mặt ở quảng trường này, chỉ sợ cũng sẽ há mồm kinh ngạc, bởi vì người đứng trên hồ lô màu bạc kia không phải ai khác, mà chính là lão hô ngôn đạo nhân cả ngày say khớt kia. Hình tượng hô ngôn lão đạo ngày hôm nay so, với sự lôi thôi ngày xưa hoàn toàn tương phản, một đầu tóc có chút xám trắng được trải chuốt chỉnh tề, không chút rối loạn, còn được một cái tử kim liên tán hoa mới tinh buộc chặt cao cao phía dưới liên hoa quan là một khuôn mặt mang theo mấy phần tăng thương bên dưới là hàm dâu được trải chuốt nổi bật lộ ra hình dáng ngũ quan rõ ràng nhất là cặp mắt kia nguyên bản nhập nhèm buồn ngủ giờ phút này long lanh có thần trong lúc lơ đáng toát ra một tia tinh quang làm cho người ta cảm thấy một loại tiếu ngạo thiên địa khí độ không tầm thường đạo bào trên người lão càng là không nhuốm bụi trần một đai lưng ngọc màu lục óng ánh quấn ở bên hông bên cạnh còn treo một cái hồ lô rượu màu đỏ thắm đồng dạng như được thanh tẩy mới tinh Lục Cơ ngửa đầu nhìn về phía hô Ngôn đạo nhân, thần sắc trong mắt có chút phát lạnh, trường kiếm trong tay đã trở vào bao liền bang, một tiếng lại rút ra vài tấc, một đạo kiếm quang tuyết trắng lập tức chiếu ra. Người này ta biết, chính là một trong 13 Kim Tiên đạo chủ của trúc long đạo, danh xưng là Hồ Ngôn đạo nhân, hắn sao lại tới đây? Nam tử mặt sẹo đầu tiên hai mắt nhíu lại, tiếp theo sắc mặt khẽ biến, ngăn Lục Cơ lại. Hồ Ngôn đạo nhân say mê rượu ngon, luyện đan cùng khôi lỗi chi thuật, trước kia còn thường xuyên rời tông môn đi du lịch sau này hiếm khi rời khỏi cổ vân đại lục, cho nên lục cơ cũng không nhận ra lão. Nhưng gã thân là trưởng lão thập phương lâu, nắm rõ các nhân vật chủ yếu trong các đại tông môn ở toàn bộ Bắc Hàn tiên vực, như lòng bàn tay, tự nhiên một chút liền nhận ra được. Bất quá, điều làm gã sinh lòng cảnh giác lại không phải là thân phận hô ngôn đạo nhân. 13 kim tiên đạo chủ Trúc Long Đạo, trong thập phương lâu đều có ghi chép tương quan, ngoại trừ lai lịch, công pháp, tu vi, thậm chí tính nết. Sở thích của những người này cũng được thu thập tin tức và chỉnh lý rõ ràng, nhưng gã lại nhớ kỹ vị hô ngôn đạo nhân này, mặc dù cũng có chút tin tức kinh lịch sở thích, nhưng tin tức điều tra bên trong lại đánh giá chiến lực chỉ có hai chữ thật đơn giản, không rõ. Lấy tin tức điều tra về phương diện năng lực cường đại trong thập phương lâu, người có thể được đánh giá hai chữ này, toàn bộ trong Bắc Hàn Tiên vực không vượt qua 10 người, mà vị hô ngôn đạo nhân trước mắt này chính là một trong số đó. Bởi vậy có thể thấy được, người này cũng không phải hạng người tầm thường. Nếu bị một câu nói của một tên kim tiên quát lui, thập phương lâu các ngươi về sau cũng không cần hoạt động nữa lục cơ liếc mắt nhìn gã lạnh giọng nói ra lục cơ đạo hữu an tâm chớ vội người này dám một thân một mình hiện thân chỉ sợ đã có chuẩn bị trước không bằng trước xem tình huống một chút lại nói nếu hắn không chịu nghe lời mà rút vậy hai người chúng ta hôm nay liền thử một chút sâu cạn vị hô ngôn đạo nhân này nam tử mặt sẹo trầm giọng truyền âm đồng thời nói đánh giá của thập phương lâu về hô ngôn đạo nhân cho đối phương biết lục cơ nghe vậy thần sắc trên mặt không thay đổi, bộ dạng từ chối cho ý kiến, cũng không có lập tức động thủ. Đám người thập phương lâu trên quãng trường, mặc dù cũng không rõ thân phận vị hô ngôn đạo nhân đột nhiên xuất hiện này, nhưng lại có thể nhìn ra đối phương hẳn là đến để giúp đỡ thánh khôi môn. Cảm nhận được khí tức cường đại kim tiên không chút che giấu thả ra trên người lão, những người này hai mặt nhìn nhau, tất cả đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao bây giờ mặc dù thoạt nhìn bên thập phương lâu chiếm ưu thế, nhưng chân chính quyết định cục diện chiến đấu vẫn là tại trận chiến của tu sĩ kim tiên cảnh bây giờ song phương đều có hai tên tu sĩ kim tiên cảnh nguyên bản thế cục tự nhiên lập tức phát sinh biến hóa long trời lở đất thậm chí không ít người ánh mắt lấp lóe bắt đầu có dự định nếu tình hình tốt thì tiếp tục còn không thì trực tiếp chuồn đi trong sân rộng vân nghe triệt hồi mặt nạ huyễn hóa lộ ra mặt nạ cáo lông đỏ nàng ngửa đầu nhìn hung ôn lão đạo phía trên bầu trời quần áo đang bay phần phật ánh mắt hiện lên mấy phần mê ly nàng nhìn một lúc lâu cuối cùng mặt mày khẽ cong một cái, lộ ra một vẻ ý cười ôn nhu. Người cuối cùng đã tới. Nàng nhẹ giọng tự nói một tiếng, trong giọng nói có chút vui vẻ, lại có chút trách móc. Trong mắt của nàng, hô ngôn đạo nhân đứng trên hồ lô màu bạc, bộ dáng từ từ trở nên mơ hồ. Trong trí nhớ nàng hiện ra một bóng người khác, dần dần chồng chất lên nhau, đó là lúc hô ngôn đạo nhân còn trẻ. Thời điểm đó dung mạo hô ngôn tuấn lãng, ngọc diện môi son, trên đầu đội liên hoa bảo quan, trên người mặc một bộ đạo bào xanh nhạt hầu như thẳng thớn không tì vết cả người lộ ra vẻ thuần thục trưởng thành khí độ bất phàm thời điểm đó lão còn chưa xa vào rượu chè như bây giờ một bên đai lưng treo một cái hồ lô màu bạc bên kia thì treo một thanh trường kiếm màu đỏ nói là đạo nhân nhưng một thân khí độ phong lưu lại càng giống một tên kiếm tiên về sau chẳng biết lúc nào nơi hông của lão bắt đầu nhiều hơn một cái hồ lô rượu màu son chuôi trường kiếm màu đỏ thì bị lão tùy ý treo ở sau lưng nguyên bản kiếm tiên biến thành tử kiếm tiên khí độ phong lưu không chút nào giảm, lại thêm mấy phần thoải mái. Chỉ là qua một chuyện tình, lão trung quy không am hiểu nhiều, ba người dây dưa với nhau, Bạch Phụng Nghĩa lựa chọn trốn tránh, lão cũng lựa chọn trốn tránh, còn lại một mình Vân Nghê, từ đầu đến cuối đợi chờ, trong lòng kiên trì có phần chấp nhất. Chờ đợi nhiều năm như vậy, bất luận thế nào, lão, hôm nay đã tới, vậy liền không thể trốn tránh được nữa. Một bên khác, Bạch Phụng Nghĩa liếc mắt nhìn chằm chằm đạo thân ảnh trên bầu trời kia, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Vân Nghê bên cạnh, miệng nhếch lên lộ ra ý cười, sự lo lắng trong lòng bỗng nhiên tại thời khắc này đều tiêu tan. Hồ Ngôn đạo chủ, chúc Long đạo các ngươi thật muốn cùng Thập Phương lâu chúng ta là định. ngươi tính nhúng tay vào việc này. Nam tử mặt sẹo bước tới một bước cất cao giọng hỏi Hồ Ngôn đạo nhân. Một đám gia hỏa âm hiểm núp trong bóng tối cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Đối phó các ngươi không cần tông môn nhúng tay, một mình lão phu là đủ. Hồ Ngôn lão đạo dùng ánh mắt khinh bỉ quét qua nam tử mặt sẹo, lạnh nhạt nói ra, sau khi nói xong lão lấy hồ lô rượu bên hông xuống uống một hớp rượu ánh mắt lại nhìn xuống phía dưới khi ánh mắt của lão rơi trên người bạch phụng nghĩa lông mày không khỏi hơi nhíu lại nghi hoặc nhỏ giọng lầm bầm một câu có vẻ như không giống trong trí nhớ lại lớn như vậy vân nghe dù không nghe được lão đang nói cái gì nhưng nhìn thần sắc biến hóa của lão cũng liền đoán ra trong lời nói lão chỉ cái gì thần sắc trong mắt lập tức trầm xuống hư lạnh một tiếng bạch phụng nghĩa thấy ánh mắt lão rơi trên người mình có chút không thích ứng, nghiêng đầu tránh ánh mắt lão. Bạch Tố Viện nhìn thần thái biến hóa trong mắt ba người này, lấy tâm tư nhạy bén của nàng, kết hợp đủ chuyện trước đó, tự nhiên đã nhìn ra một chút vấn đề. Sư Tôn cùng lão tổ tiên trước nói cái gì đàn ông phụ lòng, hèn nhát, hơn phân nửa chính là vị hôn ngôn trưởng lão này. Già hơn một chút, nhưng so với gia hỏa đen thui kia muốn dễ nhìn hơn một chút. Phi, tại sao phải so sánh với tên kia? Bạch Tố Viện đầu tiên nhỏ giọng lầm bầm một câu, nhưng tiếp đó hai gò má hiện lên một tia ửng đỏ như phấn hồng, khẽ gắt một tiếng. Vừa rồi chính là ngươi nói, các nàng không thể đi. Hồ ngôn đạo nhân thả lại hồ lô rượu bên hông, ánh mắt lần nữa rơi vào trên thân lục cơ, sắc mặt lạnh lùng hỏi. Đang khi nói chuyện, hồ lô màu bạc to lớn kia cấp tốc thu nhỏ lại, biến thành hình dáng bình thường, quay tít một vòng bay trở về trong tay lão. Hừ, muốn đánh cứ đánh, không cần nói nhảm. Ánh mắt lục cơ lạnh lẽo, không chút yếu thế nói, lời còn chưa dứt thân hình y nhảy lên bay vào giữa không trung rằng có cùng hô ngôn đạo nhân cách y hơn nghìn trượng ha ha không vội không vội các ngươi không phải ưa thích y nhiều hiếp ít sao hạt đậu lão phu cũng đúng thật lâu không có phơi nắng rồi lại không lấy ra nhìn một chút ánh nắng mặt trời thật muốn móc meo a à. trong mắt hô ngôn đạo nhân lóe lên một tia quỷ sắc khoát tay áo vừa cười vừa nói vừa nói xong một tay lão bấm niệm pháp quyết tay kia đưa súng nắm lấy miệng hồ lô màu bạc bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần chỉ thấy phía trên hồ lô màu bạc linh văn đại tác vị trí miệng hồ lô sáng lên một đoàn bạch quang mơ hồ từng mai hạt đậu tằm màu đen như vẩy nước trong ấm không ngừng từ đó bay ra vẩy xuống mặt đất phía dưới rầm rầm một trận âm thanh như mưa rơi không ngừng vang lên nửa mảnh bầu trời bị gần ngàn mai hắc đậu lúc nha lúc nhúc che kín bên ngoài quảng trường rung động đinh đông mỗi một mai hắc đậu sau khi hạ xuống lập tức ô quang đại tác nhanh chóng biến hình phồng lớn lên một đoàn quang mang mơ hồ bên trong xuất hiện biến thành từng đậu binh áo đen to lớn thân cao hơn một trượng. Hình thể những đậu binh áo đen này cao lớn hơn thường nhân. Trên thân không mặc áo giáp, trên mặt bao trùm nửa mặt nạ màu đen hình dáng hỏa diễm, trong tay tất cả đều nắm một thanh cự phủ màu đen, nhìn mười phần hữu lực. Cùng so sánh với những thanh giáp quân tốt của nam tử mặt sẹo kia, đậu binh áo đen mà hôn ngôn đạo nhân tế ra số lượng ít hơn không ít, nhưng khí tức trên thân lại rõ ràng cường đại hơn nhiều, đồng thời mặc dù khuôn mặt đều giống nhau như đúc, nhưng thần sắc bên ngoài nửa gương mặt không bị mặt nạ che kín lại không ngốc trệ, ngược lại mang theo một chút thần sắc nhân cách hóa, tựa hồ rất có linh tính. Nam tử mặt sẹo thấy một màn này, chỗ sâu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, trong lòng lập tức sinh ra mấy phần thoái ý. Phẩm chất đạo binh của gã rõ ràng không bằng những đậu binh áo đen này, huống hồ trải qua chiến đấu quy mô lớn trước đó đã tổn thất rất nhiều, nguyên bản ưu thế số lượng cơ hồ đã hoàn toàn đánh mất, nếu thật chém giết, hậu quả có thể nghĩ. Mà ưu thế phe mình nơi này có hai tên kim tiên mất đi sau khi hôn ngôn, đạo nhân gia nhập cuộc chiến. Nếu tiếp tục kéo dài, hiển nhiên đã không có ý nghĩa gì.